Nghe thấy Thanh Sương hồi bẩm, Triệu ngự sử vẫy lui hạ nhân, lại làm hai cái nữ nhi tránh vào phòng trong, sau đó châm trước một phen lời nói, mới đối Triệu phu nhân nói, phu nhân, tình nhi ta phái nàng đi hầu hạ một vị quý nhân, đỉnh nàng danh tham gia lan quế sẽ. Nội tình vi phu tạm không tiện nói cho phu nhân, vọng phu nhân ngày gần đây mạt quá câu tình nhi, cũng chớ có để ý tới nàng làm cái gì. Triệu phu nhân nghe xong thân mình nghiêm, gật đầu đồng ý. Triệu ngự sử uống lên hai khẩu trà, trầm ngâm một hồi lại nói, ngày gần đây trong triều khủng không yên ổn, lan quế sẽ thần nhi cùng hy nhi liền đừng đi nữa đi. Triệu phu nhân nghe xong đảo cũng không ngoài ý muốn, biết nếu không phải có duyên cớ, phu quân sẽ không quản những việc này. Nhiên lại hơi hơi nhíu mày nói, một cái không đi còn dễ dàng giải thích, nếu nàng tỉ muội ba cái đều không đi, như thế nào nói đi. Nói trầm tư, tưởng lý do. Triệu ngự sử nói, có thể sinh bệnh. Triệu phu nhân thân mình lung lay hạ, nhìn xem vẻ mặt nghiêm nghị phu quân, xác định hắn không phải vui đùa, mới thu hồi biệt nữ. Nhiên nàng xuất thân thư hương thế gia, tính thông tuệ lại dịu dàng, hành sự cũng không thể so giống nhau nội trạch phụ nhân. Nàng nhà mẹ đẻ là Phụ Châu Chu Thị, tức Lâm Xuân Sư Tôn Chu Phu Tử tộc nhân, cho nên ngày đó Triệu ngự sử mới đưa Lâm Xuân đề cử đến Chu Phu Tử môn hạ. Lập tức, nàng nhìn phu quân nhẹ giọng nói, nếu trong triều không yên ổn, không bằng lão gia sinh bệnh đi. Thần nhi hy nhi các nàng có hậu bệnh lý do, liền hảo thuyết. Triệu ngự sử không chút sức mẻ, nói, như vậy à? Tựa suy nghĩ này lý do có được hay không? Triệu phu nhân hai mắt lấp lánh mà nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Triệu ngự sử suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên lắc đầu nói, không ổn. Nếu là vi phu sinh bệnh, các nàng tỉ muội cũng không có cả ngày gần người hầu hạ đạo lý, nên dục nhi hầu hạ mới là. Còn nữa, người khác tới thăm, vi phu cũng trang không tới bộ dáng. Thứ ba, triều đình nếu là có động tĩnh, vi phu còn muốn gián ngôn, khi đó nếu bỗng nhiên thì tốt rồi, chẳng phải chọc người sinh nghi. Vẫn là phu nhân sinh bệnh hảo, như thế các nàng tỉ muội ở bên cạnh hầu hạ cũng nói được qua đi. Tuy là Triệu phu nhân nhất quán đạm nhiên, lúc này cũng mặt hiện ngạc nhiên. Triệu ngự sử rồi lại bỏ thêm một câu, phu nhân sinh bệnh, vi phu tự nhiên vô tâm thượng nha môn, lưu tại trong nhà bồi phu nhân. Trong triều nếu có việc, phu nhân tự nhiên thúc giục vi phu thượng triều lấy quốc sự làm trọng, khi đó lại đi ra ngoài không muộn. Phương hiện phu nhân hiền huệ. Nói xong cúi đầu uống trà, lại khóe miệng hơi kiều. Triệu phu nhân mặt liền đỏ, oán trách mà Lưu trượng phu liếc mắt một cái. Người ngoài đều cho rằng cái này ít khi nói cười phu quân không thú vị, thật sự là hiểu lầm. Bọn họ phu thê gian thường như vậy ám đánh lời nói sắc bén, ngươi tơi ta đi, lại ngầm có ý tình nghĩa, thật sự là thú vị vô cùng, phi những cái đó tục nhân vừa sẽ đến ra. Phòng trong, Triệu thần cùng Triệu hy ẩn nhẫn thực vất vả, mặt đều nghẹn đỏ. Cứ như vậy, Triệu phu nhân liền sinh bệnh, Triệu thần Triệu hy đều lưu tại bên người hầu hạ. Bỏ qua một bên Triệu gia tình hình không nói, ngày này giờ dần, Nam Hoa môn mới vừa mở ra, Huyền Vũ Vương Thế Tử cưỡi một con đại hắc mã, vẻ mặt sát khí mà vọt vào cửa thành, phía sau theo hai mươi mấy người long cấm vệ. Thủ thành quân sĩ đều hai mặt nhìn nhau, không biết tiểu vương ra làm sao vậy. Trương Khuê vào thành sau, không đi Huyền Vũ Vương phủ, kính buôn Dũng Thân Vương phủ đi. Dũng Thân Vương sớm đã biết được Tĩnh An quận chúa bị bắt tin tức, là Nhậm Tam Hỏa Bồ Câu đưa thư tới, ngầm cũng làm an bài. Bên ngoài thượng, lại đãi Trương Khuê trở về hắn mới dẫn hắn tiến cung thấy Chính Nguyên Đế, tấu minh việc này. Mạo chính nhị khắc, Chính Nguyên Đế triệu sở hữu thành niên hoàng tử tiến cung. Thuận Thân Vương lại cáo bệnh, Thuận Thân Vương Thế Tử cũng bị bệnh. Trong ngự thư phòng, Chính Nguyên Đế nghe xong này tin tức, lập tức quăng ngã nát chung trà. Lão ngũ đây là trột già sao? Thế nhưng đẩy bệnh. Chờ mặt khác hoàng tử đều tới rồi sau, Chính Nguyên Đế nhìn chằm chằm 7-8 đứa con trai, trong lòng tràn đầy bi thương, này một đám, ai có thể kế thừa đại thống? Tranh ngôi vị hoàng đế không quan trọng, lần nữa lấy bơ vơ không nơi nương tựa chất nữ làm lời dẫn,
bực này lòng ra bụng ra cùng vụng về thủ đoạn có thể nào kế thừa đại thống. Nhớ trước đây hắn bị thái tử đại ca bức cho như vậy, sau lại nguy hiểm cho mẫu phi nhà mẹ đẻ Huyền Vũ Vương phủ, mà Huyền Vũ Vương phủ liên lụy Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương, nếu tùy ý thái tử đem này tam vương cập chi hệ diệt trừ, đại tinh ly diệt vong cũng không xa, hắn lúc này mới đoạt vị. Mặc dù như vậy, song việc hắn cũng không có đối trước thái tử đuổi tận giết tuyệt, nhưng này những mấy đứa con trai. Chúng hoàng tử nhìn trầm mặt chính nguyên đế, đại khí không dám ra. Chính nguyên đế nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn đã lâu, mới hạ một đạo thánh chỉ, Phụng Châu chi phủ Khương Vọng tham ô cứu tế khoản tiền, cùng Thuận Thân Vương cấu kết, cách chức áp giải vào kinh thẩm tra xử lý. Thuận Thân Vương hàng vì Thuận Quận Vương, phạt bổng 3 năm. Chúng hoàng tử nghe xong tùng một ngụm đại khí, nguyên lai là vì việc này. Đi theo tâm lại nhắc tới, bọn họ ai trên người không cùng loại sự. Chính nguyên đế xem đến tức giận trong lòng, hận không thể trừ bỏ lão bát đều hàng tước. Chính là, hắn không thể. Cháu gái còn sinh tử không biết đâu. Việc này rốt cuộc là ai làm? Bỗng nhiên, hắn đem ánh mắt đầu hướng Dung Thân Vương. Nếu là hắn thật đem những cái đó nhi tử đều hàng tước, nhất đến ích nhưng chính là hắn. Lão bát, có thể hay không trông coi tự trộm đâu. Hắn không phải phái 2 cái cao thủ đi hộ vệ Đỗ Quyên sao, như thế nào còn làm người bắt đi nàng. Lão hoàng đế hô hấp dồn dập lên, cảm thấy ngực buồn đau. Này đó nhi tử, hắn rốt cuộc có thể tin tưởng cái nào. Mệnh chúng hoàng tử lui ra, chính nguyên đế phái ra long cấm vệ trung long ảnh vệ, đuổi theo cha Tĩnh An quận chúa rơi xuống. Thuận Thân Vương phủ, Thuận Thân Vương Cường bị thái y đánh thức sau, liền mãnh tiêu chảy. Nửa canh giờ nội kéo 4-5 lần không ngừng. Đang ở này đương khẩu, hàng tước thánh chỉ tới rồi. Hắn kéo kéo đến hư thoát thân mình tiếp chỉ sau, liền tức giận sư lực cũng chưa, chỉ gọi người đi cho bổn vương điều tra rõ Huyền Vũ Vương thế tử rốt cuộc vì cái gì hồi kinh. Thân vệ vội vàng hẳn là đi xuống an bài không đề cập tới. Ngày đó kinh thành điên truyền Thuận Quận Vương thế tử cùng biểu muội Tằng Tịu với nhau rèm pha. Buổi chiều, lại một đạo thánh chỉ buông xuống Thuận Quận Vương phủ, thế tử bị triệt. Thuận Quận Vương nằm ở trên giường mặc niệm nói, lão bát, hảo, hảo, hảo. Lão bát thật không tốt, Dũng Thân Vương phủ không khí trầm ngưng. Tiếng thông reo uyển, Lâm Xuân sống nhờ ở chỗ này. Hắn đã bế quan hơn 10 ngày, vì Lan Quế sẽ làm hộp trang điểm. Buổi trưa thời gian, hắn rốt cuộc đi ra khỏi phòng. Trên người còn tính sạch sẽ, chính là đôi mắt ngao đến che kín hồng ti. Hầu hạ gã sai vặt vội đón nhận trước, cung kính nói, Lâm Tú Tài ra tới. Lâm Xuân gật đầu, hỏi, nhưng có người đi tìm ta. Gã sai vặt vội nói, đại cô nương đã tới vài lần, cấp Lâm Tú Tài đưa ăn. Lâm Xuân đang muốn hỏi lại mặt khác, chợt nghe viện cửa truyền đến kinh hỉ thanh âm. Lâm ca ca, ngươi ra tới. Ngẩng đầu vừa thấy, từ bên ngoài tiến vào một đôi thiếu niên nam nữ, mặt sau theo 2 cái nha đầu, dẫn theo hộp đồ ăn. Thiếu niên là Tần Húy, thiếu nữ là Dũng Thân Vương trưởng nữ Tần Dễ An. Tần Dễ An năm nay 14 tuổi, bộ dạng có 3 phần giống Đỗ Quyên, thậm chí linh động tính tình cũng có chút giống, chỉ là Đỗ Quyên càng sáng lạn chút. Lâm Xuân vội bước nhanh tiến lên, khom người nói, gặp qua nhị gia cùng đại tiểu thư. Tần Dễ An nhìn hắn giật mình nói, Lâm ca ca ngươi như thế nào ngao thành như vậy? Lâm Xuân xin lỗi nói, mới ra tới, chưa tới kịp rửa mặt chải đầu. Thất lễ! Tần Dễ An oán trách nói, ta không phải nói cái này, là nói ngươi gầy. Ánh mắt lộ ra đau lòng thần sắc. Tần Húy cười nói, đại tỷ cũng không nghĩ, Tần đại ca ở trong phòng ngao nhiều ít nhật tử. Bộ dáng này ra tới tính tốt. Đổi một người còn không biết như thế nào dâu ria xồm xàm đâu. Nói lại đối Lâm Xuân nói, Lâm đại ca không cần đa lễ, nhưng làm thành. Lâm Xuân lắc đầu nói, chưa hoàn công. Tần Húy vội nói, đại tỷ mang theo ăn tới, đi vào trước dùng bữa đi. Lâm Xuân gật đầu, dẫn bọn họ về phòng, ở đường gian ngồi.
Tần Dễ An phân phó nha hoàn đem mang đến đồ ăn cơm cùng canh chờ đặt tới một trương tiểu viên trên bàn, lại tiếp đón Lâm Xuân ngồi xuống, tự mình cho nàng thịnh một chén canh, nói, Lâm ca ca, ngươi thức đêm hao tâm tốn sức, ta dùng cẩu kỷ nhân sâm cùng nhũ bổ câu hầm canh, ngươi uống nhiều chút. Lâm Xuân vội đứng dậy nói, tạ cô nương lo lắng, thật sự không dám nhận. Tần Dễ An đôi mắt đẹp ở trên mặt hắn đảo qua, nghịch ngợm mà cười nói, ta là Thế Đô Quyên tỷ tỷ làm, tương lai nàng trở về, ta này làm muội muội tốt xấu có thể biểu chút công. Lâm ca ca ngươi còn chỉ lo nói này đó, ta nói cho ngươi một sự kiện, ngươi bế quan thời điểm, Khâu công công đã trở lại đâu. Lâm Xuân nghe xong chấn động, trên mặt lộ ra vội vàng thần sắc, vội hỏi, thế nào? Tần Dễ An lại không nói, mệnh hắn uống trước canh. Lâm Xuân vô pháp, chỉ phải cúi đầu ăn canh. Tần Húy cùng đại tỷ cười liếc nhau, mới nói cho hắn Đỗ Quyên cản thánh chỉ sự. Lâm Xuân nghe được ngơ ngẩn, lại mỉm cười lẩm bẩm nói, đây là nàng phong cách hành sự. Tần Dễ An thấy hắn như vậy, bĩu môi nói, chính là trong kinh đều truyền Tinh An quận chúa lỗ mãng ương ngạnh, liền hoàng thượng thánh chỉ đều dám cản, là không giáo dưỡng giá nha đầu đâu. Tần Húy vội xem xét đại tỷ liếc mắt một cái, tựa quái nàng không nên nói cái này. Lâm Xuân mặt trầm xuống, cười lạnh nói, đó là các nàng chưa thấy qua nàng, nếu thấy, chỉ sợ các nàng chính mình cũng ngượng ngùng lại lừa mình dối người. Một mặt cúi đầu ăn canh. Tần Dễ An ánh mắt lộ ra kỳ dị thần sắc, hỏi, thật vậy chăng? Lâm Xuân gật gật đầu, lại chưa lại cường điệu bổ sung, chỉ cúi đầu dùng cơm. Tần Húy vội ngắt lời nói, ta nhìn xem ngươi điêu hộp trang điểm. Nói đứng dậy, Tần Dễ An cũng đi theo đứng dậy, hai người một khối từ sườn thính đi vào, đến thư phòng xem khắc gỗ hộp trang điểm. Xem một hồi liền ra tới, nói, như thế nào vẫn là một sạp, còn không có trang lên đâu. Tần Dễ An tỏa đến Lâm Xuân đối diện, nhìn hắn nguyên thanh khẩn cầu nói, Lâm ca ca, ngươi nói cho ta như thế nào khai được không? Vạn nhất nếu là để cho người khác đem này hộp trang điểm thắng đi đâu? Ngươi như thế nào đối Đỗ Quyên tỷ tỷ công đạo? Không bằng dạy cho ta, làm ta thắng đi, tương lai chờ Đỗ Quyên tỷ tỷ vào kinh, ta trả lại cho nàng. Tần Húy buồn cười, cười nói, đại tỷ cũng sẽ ăn vạ. Lâm Xuân cũng cười, nói, yên tâm, không ai có thể khai được. Thấy hắn không buông khẩu, Tần Dễ An suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ. Tần Húy liền cười khuyên nhủ, Lâm đại ca như vậy có nắm chắc, đại tỷ cũng đừng nhọc lòng, vẫn là ngươi muốn này hộp, Lâm đại ca không phải tặng ngươi một cái sao? Đúng lúc này, Tần Chánh mang theo Huyền Vũ Vương Thế Tử Trương Khuê tới. Lâm Xuân mánh ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Trương Khuê. Trương Khuê mỉm cười hô, Lâm tú tài hảo. Lâm Xuân lúc này mới tiến lên bái kiến quá hai vị thế tử, Trương Khuê lại cùng Tần Húy Tần Dễ An lẫn nhau gặp qua, mới vừa rồi ngồi xuống nói chuyện. Lâm Xuân liền hỏi Trương Khuê, thế tử ra như thế nào hồi kinh? Tần Chánh nói tiếp, tiểu vương ra là phụ quận chúa chi mệnh vào kinh cấp hoàng thượng mừng thọ. Trương Khuê liền hơi hơi mỉm cười, chưa nói cái gì. Lâm Xuân nhìn hắn hỏi, thế tử ra, nhà ta người nhưng có tin chuyển giao. Trương Khuê buông tay nói, không phải mới cho ngươi đưa cá khô sao, như thế nào lại hỏi. Mọi người liền đều nở nụ cười, hài hước mà nhìn Lâm Xuân. Lâm Xuân tâm trầm trầm, nhìn Trương Khuê không nói. Tần Chánh lại hỏi, Lâm tú tài hộp trang điểm hoàn công. Lâm Xuân lắc đầu nói, chưa hoàn công, còn kém chút. Tần Chánh nghiêm túc đối hắn nói, ngươi thật không sợ người khác thắng đi. Lâm Xuân rũ mắt, mỉm cười nói, thế tử đừng lo. Trong phòng liền tinh xuống dưới. Tần Dễ An bỗng nhiên cười nói, đại ca đừng lo lắng, Lâm ca ca nói hắn làm hộp không ai khai được, chúng ta liền tin hắn đi. Liền tính ai trùng hợp lộng khai, cũng chỉ là đến cái hộp thôi, không có gì ghê gớm. Tần Chánh nhìn Lâm Xuân nói, ngươi thật nghĩ như vậy? Lâm Xuân vẫn như cũ cười đáp, thỉnh thế tử yên tâm. Tần Chánh gật gật đầu, vui mừng cười nói, là ta nhiều lo lắng. Nếu Lâm tú tài như vậy có nắm chắc, ta liền an tâm rồi.
nói đứng dậy, tiếp đón mọi người rời đi. Này thời điểm mấu chốt, chúng ta đừng quấy rầy Lâm Tú Tài. Lại dặn dò gã sai vặt nhóm tận tâm hầu hạ, không được chậm trễ. 3-4 gã sai vặt ngang nhiên đáp ứng. Tần Dễ An cũng dặn dò Lâm Xuân, Lâm ca ca ngươi buổi tối đừng ngao quá muộn. Lâm Xuân vội đáp ứng, đa tạ đại cô nương quan tâm. Vì thế đại gia cáo từ ra cửa. Lâm Xuân đưa bọn họ đi ra ngoài. Đến hành lang gấp khúc cuối, Tần Chánh xoay người thỉnh hắn dừng bước. Lâm Xuân cũng không khách khí, liền đứng lại. Nhìn Trương Khuê cùng Tần Chánh rời đi bóng dáng, hắn môi bế đến gắt gao, trong lòng lạnh băng. Ở cửa đứng một hồi lâu, mới trở về phòng. Dũng thân Vương Thế Tử cũng không hy vọng hắn cưới đến Đỗ Quyên đâu. Bởi vì có cái so với hắn càng thích hợp Huyền Vũ Vương Thế Tử. Đỗ Quyên gả cho Trương Khuê, Dũng thân Vương đoạt ngôi vị Hoàng đế ít nhất hơn phần thắng. Phía trước, không biết là ai đưa ra dùng hắn hộp trang điểm cấp Lan Quế sẽ làm điểm có tiền. Hắn một chút từ quốc tử giám đọc sách tú tài trở thành tiểu thợ một, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Tần thị huynh đệ tỉ muội cùng hắn ở chung hòa hợp. Vì hắn bất bình, hắn không thèm để ý mà cười nói, làm liền làm, liền tính thắng trở về cũng vô dụng. Ta hộp trang điểm không phải tùy tiện người nào đều có tư cách dùng, Lan Quế sẽ trạng nguyên cũng chưa chắc có thể mở ra ta làm hộp, trừ bỏ Tĩnh An quận chúa. Tần thị huynh muội nghe xong khiếp sợ không thôi. Nhưng là, bọn họ đều không có cười hắn cuồng vọng. Bởi vì Lâm Xuân từng giúp Tần Dễ An đã làm một cái hộp trang điểm, không người có thể mở ra. Sau lại hắn nói cho nàng biện pháp mới mở ra. Từ đây, này hộp thành hộp bách bảo một loại tồn tại, thậm chí càng cao cấp, bởi vì hộp trên mặt kia theo một văn điêu khắc ra tới sơn thủy cùng thi văn, so danh gia tranh chữ còn muốn sinh động phong phú. Lần này hộp trang điểm càng là không phải là nhỏ, bởi vì hắn chỉ làm một cái, liên tục bế quan nhiều ngày, càng cho nó tăng thêm thần bí sắc thái. Hơn nữa nghe hắn nói, cái hộp này đã sớm bắt đầu khởi công. Theo nhật tử từng ngày qua đi, Tần Chánh đám người đối này hộp trang điểm càng ngày càng nặng coi. Bọn họ ẩn ẩn đoán được hắn nguyên bản là vì Đỗ Quyên làm, lúc này lấy tơi khó xử những cái đó danh môn khuê tú, làm tốt Đỗ Quyên trên mặt làm dạng rỡ màu. Cũng vì chính hắn đề cao giá trị con người, đối tiểu thợ một vũ nhục tiến hành phản kích. Tần Chánh liền không ngừng một lần nhắc nhở Lâm Xuân, nói nếu hắn thiết chí như vậy chướng ngại, vạn nhất thực sự có người mở ra hộp, liền cùng hắn kết hạ không thể nói duyên phận, chỉ sợ sẽ có người lợi dụng việc này gây sóng gió. Đến lúc đó Tĩnh An quận chúa trên mặt sẽ khó coi, bởi vậy muốn hắn đem khai hộp phương pháp nói cho Tần Dễ An, làm nàng đem hộp thắng trở về, đến lúc đó lại giao cho Đỗ Quyên. Lâm Xuân không có đáp ứng, nhưng hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Hắn cười nói, không ai có thể mở ra, trừ bỏ quận chúa. Tần Chánh vô pháp, chỉ phải thôi. Việc này qua 2 ngày, một lần Lâm Xuân tắm rửa ra tới, phát hiện nằm xoài trên bàn khắc gỗ cùng bản vẽ có động qua dấu hiệu. Hắn liền tâm trầm xuống. Bất quá, hắn không lộ ra việc này. Từ nay về sau, hắn làm xong việc lại nghỉ ngơi khi trên bàn làm theo quán một đống không thu thập, chỉ đem hảo chút mấu chốt tiểu bộ kiện giấu đi, còn có các bộ phận bản vẽ, cũng đều sửa lại ẩn giấu một bộ phận, còn lại mặc cho người rình coi. Lâm Xuân nhìn thấu nhân tâm, lại không chút nào nhụt chí, chỉ là nhìn qua càng trầm mặc. Hắn đánh một chuyến quyền, lại tắm gội một phen, lại lần nữa bế quan. Hộp mặt đế đồ đã điêu thành, hắn ở đế đồ cơ sở thượng, lại phù điêu văn tự, chính là Đạo Đức Kinh chung nội dung, thiên trường địa cửu, thiên địa cho nên có thể trường thả lâu giả, lấy này không tự sinh, cô có thể trường sinh, này đây thánh nhân sau này thân mà thân trước, ngoại này thân mà thân tồn, phi lấy này vô tư tả, cô có thể thành này tư. Vào kinh 2 năm, hắn thừa nhận rồi lớn lao áp lực, gần mấy tháng hắn càng như ở luyện ngục chung giày vò. Chính là, hắn biết hắn không thể hoảng loạn bạo nộ, kia không thể trợ giúp hắn bình bộ thanh vân. Hắn muốn quật khởi, lại không thể nóng nảy. Hắn muốn cảnh giác, cũng muốn giống như trước giống nhau chuyên tâm. Nhưng là, danh lợi dụ hoặc, quyền quý ức hiếp mang đến khuất nhục,
không có lúc nào là không ở gặm cắn, nhiễu loạn hắn tâm trí, cho nên hắn mới điêu khắc đạo đức kinh. Không chỉ là điêu khắc thánh nhân văn tự, cũng là ở tu luyện chính mình tâm. Này đoạn lời nói ý tứ đại khái nói, trời xanh trường tồn, đại địa vĩnh cửu, thiên địa sở dĩ có thể trường tồn, bởi vì bọn họ sinh tồn điểm xuất phát không phải vì chính mình. Thánh nhân luôn là đem chính mình đặt ở cuối cùng, kết quả ngược lại có thể đi đầu, luôn là đem chính mình không để ý, kết quả phản có thể bảo toàn sinh mệnh. Bất chính là thánh nhân không có ôm tư tâm sao, cho nên ngược lại thành tựu chính hắn nỗi niềm. Hắn lấy này tới bình ổn sao động tâm, chìm vào quên mình cảnh giới. Thật đương này chỉ là cái hộp trang điểm sao? Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn sẽ làm hoàng đế cũng không dám coi khinh hắn. Lại nói Trương Khuê, theo Tần Chánh rời đi sau, đi vương ra nơi bách viện. Trên đường, hắn hỏi, quận chúa sự không nói cho hắn hảo sao? Tần Chánh trầm ổn cười nói, vừa rồi thế tử không phát hiện hắn như vậy. Nói cho hắn, hắn còn có thể tinh hạ tâm tới làm việc. Lại nói tiếp chỉ là cái điểm có tiền, chính là trong cung truyền xuống tới ý tứ, không thể không coi trọng. Không nói cho hắn cũng là vì hắn hảo, đỡ phải hắn lo lắng. Lại nói việc này liền húy đệ bọn họ đều gạt đâu, nói như thế nào? Trương Khuê biết Đỗ Quyên nhớ thương Lâm Xuân, cho nên mới không dám giấu hắn. Nhưng Tần Chánh nói như vậy, tưởng là vương gia quyết định, hắn cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Bởi vì Đỗ Quyên bị kiếp, Dũng thân vương bệnh cũ tái phát, nằm ở trên giường hừ hừ. Trương Khuê bị hắn triệu đi vào nói mấy câu, liền tống cổ ra tới. Hắn lúc này mới hồi Huyền Vũ vương phủ đi gặp tôn trưởng. Tiến ra liền nhận được trong kinh rất nhiều bạn tốt liên danh đưa tới thiệp, mời hắn đi Như Ý lâu uống rượu. Hắn tưởng, đang muốn từ bọn họ nơi đó thám thính hư thật manh mối, chỉ sợ bọn họ cũng không đơn thuần chỉ là vì tìm hắn uống rượu. Toại thay đổi xiêm y mang theo hai cái gã sai vặt đi. Huyền Vũ vương thế tử hồi kinh tin tức tản ra sau, các gia khuê tú phản ứng bất đồng. Thật đoan trang nhàn nhã, nghe xong chỉ một đốn, lại an tĩnh mà làm chính mình sự. Kia có tâm cơ, Vân Đạm Phong khinh cười. Tự nói, dự kiến bên trong sự, nghe người cũng không biết có ý tứ gì. Thẳng tính tình cùng tu dưỡng kém chút, liền cười lạnh nói, chịu được nàng mới là lạ. Dư lại đó là khắc nghiệt lại nông cạn, nói định là Tinh An quận chúa dã man thô lỗ, thế tử chịu không nổi nàng, tìm cái cớ đã trở lại. Cái này hoàng gia thể diện đều làm nàng mất hết. Bởi vì trong nhà huynh trưởng huynh đệ hẹn Huyền Vũ vương thế tử đi Như Ý lâu uống rượu, cũng không biết ai trước khởi đầu, khuê tú nhóm cũng để thiệp hẹn một đám, cũng ngồi xe đi. Đỗ Quyên vào kinh đệ nhất ván quá mệt nhọc, cùng Triệu Tình ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Triệu Tình cảm thấy, Đỗ Quyên tuy rằng là quận chúa, lại không muốn bại lộ thân phận, nếu tránh ở Triệu gia, nàng làm chủ nhân liền phải hảo hảo bồi nàng. Bởi vậy rửa mặt chải đầu xong, dùng chút tổ yến cháo, nàng liền đề nghị bồi nàng đi dạo kinh thành. Buổi trưa đi Như Ý lâu dùng cơm, kia chính là kinh thành lớn nhất tửu lầu. Đỗ Quyên cười đáp ứng rồi, nàng cũng rất muốn kiến thức một phen. Triệu ngự sử sớm an bài nhân thủ cấp nữ nhi, hai người trước ngồi xe đi Triệu ra một chỗ biệt viện, ở nơi đó lại thay đổi xiêm y. Đỗ Quyên ra vẻ thiếu gia, Triệu Tình ra vẻ gã sai vặt, khác kêu xe ngựa chậm rãi chạy hướng Trường An đường cái Như Ý lâu tới. Đều nói vô xảo không thành thư, các nàng muốn nhã gian khoảng cách Trương Khuê bọn họ nhã gian không xa, mà những cái đó khuê tú nhóm nhã gian liền ở Trương Khuê bọn họ cách vách. Đỗ Quyên cùng Triệu Tình trước còn không biết, nhiên những cái đó vương tôn công tử cùng Trương Khuê cửu biệt gặp lại, tiểu vương gia, thế tử gia, kêu cái không ngừng, thập phần nói to làm ồn ào náo nhiệt, chỉnh tầng lầu hai đều nghe thấy được, thế mới biết. Hai người tức khắc hạ giọng, một mặt nhỏ giọng nói chuyện, một mặt yên lặng nghe bên ngoài động tĩnh. Vì thế, cách vách khuê tú phái nha hoàn thỉnh Trương Khuê quá khứ thanh âm cũng nghe thấy. Đây là Trương đều nghi bên người nha đầu. Triệu Tình lập tức nói, ta đã biết, các nàng không hảo tự mình cùng tiểu vương ra đến gần, liền đem hắn muội muội mời đến, muốn nàng ra mặt liền thuận lý thành Trương. Hừ, thật ném chết người.
Đỗ Quyên phụt một tiếng cười. Triệu Tình mở to hai mắt không thể tưởng tượng nói, ngươi còn cười được. Đỗ Quyên vô tội chớp mắt, hỏi, ta vì sao không thể cười? Triệu Tình nói, các nàng đều đối thế tử như hổ rình mồi đâu. Đỗ Quyên kiêm khối tay gấu ăn, thản nhiên nói, thế tử lại không phải ta. Triệu Tình nghe xong cứng họng, đôi mắt chớp nha chớp, bỗng nhiên nói, vậy ngươi cũng thoát không được can hệ. Thế tử nếu là không để ý tới các nàng, ngươi xem đi, các nàng khẳng định liền sẽ nói ngươi nói bậy. Không tin ta đi nghe lén nghe. Cái này Đỗ Quyên buồn bực, nghĩ thầm thật là xui xẻo tột đỉnh. Nàng kéo lấy nàng nói, nghe cái gì? Gọi người phát hiện liền phiền toái, nghe trở về học cho ta nghe, ta còn lộng một bụng khí. Hà tất chính mình tìm không thoải mái, vì loại người này không thoải mái không đáng, nàng ai nói đi. Triệu Tình cười nói, Đỗ Quyên tỉ tỉ ngươi thật tốt. Đỗ Quyên nghĩ thầm ta một chút không tốt, bất quá là không thích bị người khác tả hữu cảm xúc cùng tâm cảnh mà thôi. Nếu là nghe xong có thể phát uy còn hảo, cố tình trước mắt lại không thể bại lộ thân phận, nghe trở về chính mình sinh hờn dỗi, kia không phải tự tìm phiền phức sao. Triệu Tình lại nói, ta có thể đoán được đều có ai tới. Hừ, Hồ Quý Phi nhà mẹ đẻ chất nữ Hồ Ngọc Như khẳng định ở, nhất chướng mắt nàng trang thanh cao. Còn có thuận thân vương phủ bát cô nương Tần Yên khẳng định cũng ở, nội các vương thừa tướng nhị cô nương Vương Chừng cũng thích Trương Khuê, hôm nay hẳn là không có tới, nàng thực tự trọng, hộ bộ Lý Thị Lang nữ nhi. Đỗ Quyên nghe thế vội ngăn lại nàng, kêu không cần nói nữa. Nàng đối diện khẩu bĩu môi, thấp giọng nói, ngươi quá không cẩn thận, tai vách mạch rừng không biết sao, lại nói, nhân gia cô nương liền tính toát ra một chút ý tứ. Cũng không phải công khai. Ngươi nói như vậy, bị người nghe xong chính là hủy người danh dự, xui xẻo chính là ngươi. Triệu Tình vô tội nói, ta là giúp ngươi nhận rõ tình thế. Đỗ Quyên bị nàng nghẹn đến nói không ra lời. Đúng lúc này, liền nghe bên ngoài mạnh mẽ mở cửa thanh, đi theo, thùng thùng, bước chân chấn động. Có người cười nói, hồ giám, tiểu tử ngươi muốn tránh, kia nhưng không thành. Này rượu ngươi nhất định phải cấp ca ca uống lên. Vương Lục để lại đây, giúp ta đem hắn ấn trụ. Liền nghe một trận cười, nháo đem lên. Có người tựa hồ che miệng trốn rượu, muộn thanh nói, ngươi sao không rót tiểu vương ra. Đỗ Quyên nghe được sửng sốt, đi theo bước nhanh đi đến cạnh cửa, tướng môn khai một khe hở nhỏ đối ngoại xem. Liền thấy mấy cái thiếu niên công tử đem hồ giám đổ ở ven tường, có để hồ, có đoan ly, chết sống muốn rót hắn rượu. Kia hồ giám cũng ngoan cố, che miệng chết sống không chịu uống. Vì thế có nhiều hơn thiếu niên ra tới trợ trận hoặc khuyên giải an ủi. Đỗ Quyên nhìn hồ giám nhíu mày trầm tư, tựa nhớ tới cái gì. Bị buộc nóng nảy, hồ giám muộn thanh nói, lão tử liền không uống. Kia dầu di thanh âm dừng ở Đỗ Quyên trong tai tựa như tiếng sấm giống nhau. Nàng lập tức cả người căng thẳng, ánh mắt chợt sắc bén. Bỗng nhiên đối diện cửa mở, nàng vội vàng đóng cửa lại, dựa vào trên cửa lẳng lặng trầm tư. Triệu Tình sớm cùng lại đây, liên thanh hỏi, xảo đi lên. Đỗ Quyên lôi kéo nàng đi bên cạnh bàn ngồi xuống, lắc đầu nói, không phải, là đua rượu. Tới, tỉ tỉ hỏi ngươi chuyện này, hồ gia ngươi biết nhiều ít, cái kia hồ giám ngươi có nhận thức hay không? Triệu Tình vội nói, hồ giám là Hồ Ngọc Như ca ca, ta chưa thấy qua hắn, nghe nhưng thật ra nghe nói qua. Năm đó Tảm Thủy Yên ở Lan Quế sẽ thượng nhất cử thành danh sau, hồ gia giống như tới cửa cầu thân, bất quá Tảm gia không đáp ứng. Hồ Ngọc Như vì việc này tức giận đến không được đâu. Nàng vốn dĩ cùng Tảm Thủy Yên thực hảo, sau lại đều xa lạ. Trong cung Hồ Quý Phi là hồ giám cô cô, sinh 13 hoàng tử Tần Dập y. Đỗ Quyên liền cười, thập phần vui vẻ. Triệu Tình cảm thấy nàng không đúng, vội hỏi, quận chúa tỉ tỉ, ngươi thích hồ giám? Đỗ Quyên cư nhiên gật đầu, nói, thích. Triệu Tình há to miệng, một hồi lâu mới nói, kia Lâm Tú Tài đâu? Đỗ Quyên cười nói, thích mới là lạ đâu? Triệu Tình dỗi nói, tỉ tỉ đậu ta đâu? Đỗ Quyên thấp giọng nói, đều nói đừng kêu tỉ tỉ. Ngươi như thế nào lão quên,
nhớ cho kỹ, muốn kêu thiếu gia. Chúng ta trước an tâm ăn, chờ bọn họ đi thời điểm, chúng ta đi theo cái kia hồ giám. Triệu Tình kích động hỏi, tỷ tỷ không, thiếu gia phát hiện cái gì? Đỗ Quyên nói, quay đầu lại nói cho ngươi. Đi theo lại hỏi nàng, 13 hoàng tử bao lớn rồi? Triệu Tình nói, này ta không lớn biết đâu, cũng liền hơn 10 tuổi đi. Đỗ Quyên cười nói, 11 cùng 19 khác biệt nhưng lớn. Triệu Tình nói, buổi tối về nhà hỏi phụ thân đi. Nhắc Tào Tháo đến, bên ngoài lại có thanh âm, nha, 13 hoàng tử giá lâm, mau mời tiến. Theo đóng cửa, thanh âm không có. Đỗ Quyên đối Triệu Tình cười, mùi ngon mà ăn nướng dương bài. Triệu Tình cảm thấy quận chúa lúc này tâm tình đặc biệt hảo, cười đến phá lệ đẹp, bởi vậy chống tay xem nàng, nhẹ giọng nói, Đỗ thiếu gia, ngươi thật đẹp, này vẫn là lông mày họa thô đâu, nếu là nguyên lai. Đỗ Quyên dừng lại, nhìn nàng dở khóc dở cười. Triệu Tình cũng phát hiện nói sai lời nói, ngượng ngùng mà cười. Đỗ Quyên không có chờ Trương Khuê bên kia tan cuộc, mà là trước tiên tính tiền rời đi. Ra tới trải qua cách vách thời điểm, kia môn không có quan kín mít, liền nghe bên trong truyền ra một cái ưu nhã uyển chuyển thanh âm, ai làm nhân ra là hoàng tôn nữ đâu, lại lỗ mãng, kia cũng là hoàng tôn nữ. Đỗ Quyên bước chân một đốn, liền nghe lại có người nói. Tĩnh An quận chúa từ nhỏ ở sơn gia lớn lên, kia tính tình tính hảo. Hoàng thượng cháu gái cũng phải nhìn người, giống Yên tỷ tỷ, hướng này ngồi xuống. Cái gì đều không nói, quả nhiên có một cổ tử khí độ, chính là vị kia ai? Tiểu vương gia vừa rồi nói, tạm không đi đuôi Phượng Sơn đâu. Sợ là từ đây liền không đi. Ta mới vừa làm xảo nhi qua đi nghe, bọn họ hỏi Tĩnh An quận chúa, tiểu vương gia một chữ cũng không chịu, lộ ra, đâu. Nói bừa cái gì? Ca ca ta nói có việc mới lưu kinh, các ngươi đừng loạn nghị luật Tĩnh An quận chúa. Ca ca nói nàng người rất tốt, thiên hạ vô song. Trương muội muội, chúng ta cũng chưa nói cái gì nha, ngươi gấp cái gì? Là nha, không phải thế tử vừa rồi nói không trở về đuôi Phượng Sơn sao? Đỗ Quyên nghe được trong lòng quất thẳng tới, nghĩ thầm tình yêu thứ này nhất có thể dụ phát nhân tâm bản thảo gốc tính. Vừa lúc cười gian, bỗng nhiên thoáng nhìn Triệu Tình dừng lại bước chân, vội trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Triệu Tình cuống quýt đuổi kịp, lại tiểu tâm hai bên xem, may mắn này một chút không ai ra tới. Nàng nghẹn một bụng khí, ra như ý lâu đại môn liền tưởng mở miệng. Đỗ Quyên vội thấp giọng nói, cái gì cũng đừng nói, đi. Toại chắp tay sau lưng trang tản bộ, một bên xem phố cảnh. Nhân thấy phía trước có cái trà lâu, vội liền đi vào. Này trà lâu cùng nàng ngày đó đi Đức Thắng trên đường trà lâu không phải một cái cấp bậc, nơi đó là phố phường bá tánh tụ tập địa phương, nơi này rõ ràng là quan lại hào môn uống trà nghị sự địa phương. Nàng muốn cái sát đường nhã gian, có thể xa xa thấy như ý lâu cửa. Triệu Tình ngồi xuống dưới, liền nhìn không được nói, Hồ Ngọc Như. Đỗ Quyên vội xem xét nàng liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, chúng ta là ra tới thăm nhân gia đế, nếu là nói chuyện không lưu tâm, nhân gia muốn đem chúng ta gốc gác phát hiện. Triệu Tình lúc này mới tỉnh ngộ, toại phóng thấp giọng âm nói cho Đỗ Quyên, vừa rồi trải qua nhã gian đều có ai, ai nói cái gì từ từ, kia ưu nhã thanh âm là Hồ Ngọc Như. Đỗ Quyên thực nghiêm túc mà nghe, còn thỉnh thoảng dò hỏi. Ước chừng trạng vạn thời điểm, các nàng mới chờ đến như ý lâu bên kia tan cuộc. Chỉ thấy hồ giám cùng 13 hoàng tử một khối ngồi xe ngựa đi rồi. Hai người vội tính tiền đi ra ngoài, xa xa đi theo kia xe. Xe ngựa ở phố xá sấm ớt một gian trà lâu cửa dừng lại, hồ giám cùng 13 hoàng tử xuống xe vào trà lâu. Đỗ Quyên dừng bước, không có theo vào đi, bằng không liền sẽ bị phát hiện, 13 hoàng tử mang theo hảo chút tùy tùng đâu. May mà trà lâu nghiêng đối diện có gian thư phòng. Nàng liền cùng Triệu Tình đi vào. Triệu Tình tự giác mà ở cửa thủ, một bộ trung thực gã sai vặt bộ dáng. Đỗ Quyên nhặt mấy quyển thư, đi đến bên cửa sổ,
một bên phiên thư một bên đối ngoại xem, nghĩ thầm này phải chờ tới khi nào đâu. Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên thấy đối diện trà lâu ra tới hai người, nàng chỉ cảm thấy trong đó một cái bóng dáng rất quen thuộc. Ở đâu gặp qua đâu? Trong đầu hiện lên người đeo mặt nạ bóng dáng, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hồ giám cùng 13 hoàng tử cải trang ra tới. Nàng một mặt kinh hỉ, một mặt lại âm thầm cảnh giác, chính mình đi đường muốn lưu tâm, tốt nhất mại đi nhanh giống cái nam nhân, bằng không bị người quen thấy, chỉ sợ cũng sẽ nhận ra tới. Này hồ giám cải trang sau hiển nhiên thay đổi một loại tư thái cùng tư thế, chỉ là hắn lại không nghĩ tới Đỗ Quyên đang âm thầm chú ý hắn, nàng lại là cùng người đeo mặt nạ giao tiếp sâu nhất, cho nên chẳng những nghe ra hắn thanh âm, còn nhận ra hắn cải trang sau tư thái. Loại này đối phương ở minh chính mình ở trong tối cảm giác thật thật tốt quá. Đỗ Quyên cảm thấy, từ vào kinh sau, nàng liền bắt đầu vận khí đổi thay. Lập tức, nàng phân phó Triệu Tình trả tiền mua kia hai quyển sách, sau đó đi dạo khoan thai ra thư phòng, không chút để ý mà đi theo phía trước hai người tiếp tục dạo. Màn đêm buông xuống, trên đường cái ngọn đèn dầu mông mông, người đi đường so ban ngày càng nhiều. Đây là Lan Quế Sẽ, Trung Thu cùng Vạn Thọ Tiết Tể đến, cho nên kinh thành cấm đi lại ban đêm canh giờ chậm lại, vì chính là khắp trốn mừng vui, cùng dân cùng nhạc, vẫn luôn muốn kéo dài đến 8 tháng 16 ngày ngăn. Đỗ Quyên cùng Triệu Tình đi theo kia hai người xuyên qua vài con phố, cuối cùng bọn họ quẹo vào một cái u tĩnh rộng mở con hẻm, vào một nhà nhà cửa. Này phiến quảng trường là những cái đó trung đẳng nhân gia nơi tụ tập, sạch sẽ lại tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Đỗ Quyên ở hẻm khẩu liếc mắt một cái, không dám theo vào đi, dụng tâm nhớ kỹ vị trí. Theo sau, nàng liền thả lỏng cùng Triệu Tình ở phụ cận đi dạo lên, là thật đi dạo phố. Sau nửa canh giờ, hồ giám cùng 13 hoàng tử vẫn như cũ ra tới, lại về tới trà lâu, sau đó đổi hồi nguyên lai bộ dáng ra tới, lên xe ngựa rời đi. Đỗ Quyên trong lòng liền hiểu rõ, xa xa đi theo bọn họ đi trước hồ phủ. Hồ giám xuống xe, sau đó xe ngựa đưa 13 hoàng tử hồi phủ. Mới vừa rồi cùng Triệu Tình vội vàng quay đầu. Hai người dạo đến cấm đi lại ban đêm thời khắc, chờ trên đường người tan, mới vừa rồi bịt kín mặt, thật cẩn thận phiên tiến kia ra trạch viện. Ai ngờ tiến vào sau phát hiện hai gian nhà ở đều đèn sáng, còn truyền ra chói tai nam nữ cười vang thanh, phảng phất ở mời rượu, kia trêu đùa hương vị, nghe được Đỗ Quyên cả người khởi nổi da gà, thầm nghĩ không đúng a. Ầm ĩ thanh âm cũng cho các nàng hành động yểm hộ, Đỗ Quyên thực dễ dàng liền biết rõ, nơi này quả nhiên là Giang Tư Ký chỗ ở, đương nhiên là nàng căn cứ chứng kiến đoán. Ở thêm phá một gian nhà ở giấy cửa sổ, thấy nàng ngày đó đã thương thanh niên nằm ở trên giường, một nữ nhân ở bên hầu hạ sau, Đỗ Quyên cái gì đều minh bạch, người bịt mặt bắt cướp nàng, hồ dám làm nội ứng, bọn họ chủ tử sau lưng thế nhưng là 13 hoàng tử. Này thật là thu hoạch quá lớn. Quả nhiên thiện lương người luôn là có hảo báo, ngày đó nếu là một đao giết hắn, hôm nay như thế nào trùng hợp dưới cha ra hắn sau lưng chủ tử là 13 hoàng tử. Đáng thương thuận thân vương. Đỗ Quyên cũng là buổi chiều ở trên phố mới nghe người ta nói vị này ngũ bá phụ đã hàng vì thuận quận vương, thế tử cũng bị triệt. Bất quá nàng một chút không hổ thẹn, hắn thiếu nàng nhiều lắm đâu. Nếu không phải hắn, nàng thân phận có thể bại lộ sao? Nào có sau lại những việc này? Nàng cô nén kích động tâm tình, lôi kéo Triệu Tình lặng lẽ rời đi. Trở lại Triệu phủ, nàng đem sự tình ngọn nguồn nói cho Triệu Tình. Triệu Tình nghe xong nhiệt huyết sôi trào, lập tức liền phải đi tìm phụ thân, muốn bắt người. Đỗ Quyên vội ngăn lại, nói chờ Lan Quế sẽ sau lại nói, còn muốn tra chút sự tình. Nàng muốn nàng nhớ kỹ nơi đó, chờ cơ hội thích hợp liền bẩm báo Triệu ngự sử, sau đó mang hổ cấm vệ bắt người, là liền hồ dám cùng nhau lấy, còn có 13 hoàng tử. Tuy là Triệu Tình thích kích thích, cũng nghe ngây người, không dám hé răng. 13 hoàng tử cũng không phải là tùy tiện người nào là có thể dọn đảo. Đỗ Quyên cũng không tưởng dọn đảo ai, nàng chính là lộng không rõ, 13 hoàng tử bắt nàng tới rốt cuộc có ích lợi gì đâu. Nàng mới không tin dựa nàng có thể uy hiếp Dung Thân Vương đâu. Triệu Tình lại hỏi,
kia muốn hay không phái người nhìn chằm chằm nơi đó. Đỗ Quyên lắc đầu nói, nhìn chằm chằm ngược lại rút dây động rừng. Triệu Tình lúc này mới thôi, lại nghĩ tới ngày hôm sau chính là Lan Quế sẽ tỉ thí, vội thúc giục nàng sớm chút nghỉ tạm, dưỡng đủ tinh thần ứng đối. 8 tháng 12 sáng sớm, Đỗ Quyên cùng Triệu Tình liền giả dạng ngồi xe ra cửa, không phải từ Triệu phủ đường đường chính chính mà đi ra ngoài, mà là đi trước Triệu gia biệt viện, ở nơi đó cải trang sau mới xuất phát, dùng cũng không phải Triệu gia xe, là mướn tới xe. Triệu Ngự Sử vẫn chưa thật sự buông tay mặc kệ, hắn chỉ là đang âm thầm bố trí. Lan Quế sẽ ở Tùng Sơn dưới chân Quế Viên cử hành. Tùng Sơn ở vào Hoàng Thành Đông, đối với Hoàng Thành Đông môn lâu. Đỗ Quyên đi vào Tùng Sơn Tây Môn, nơi đó đã sớm tụ tập không biết bao nhiêu người, hôm nay Tùng Sơn du khách nhập triều. Cũng may có chuyên môn thông đạo cấp tham gia tỉ thí khuê tú nhóm xe cẩu, bởi vậy mới chưa tắc nghẽn. Đỗ Quyên dựa vào thẻ bài tiến vào Quế Viên. Nơi này lại ngay ngắn trật tự, không giống nơi khác người nhiều. Nguyên lai tuy nói Lan Quế sẽ 2 năm một lần, người lại sẽ không chật ních. Này trong đó duyên cớ có bao nhiêu phương diện? Thứ nhất, tham gia khuê tú chỉ có thể là hơn 10 tuổi chưa gả kinh thành quan lại nữ nhi. Đệ nhị, tham gia quá một lần sau, liền không được lại tham gia. Đệ tam, tuổi còn nhỏ cùng học nghệ không tinh, đều tự giác sẽ không bỏ ra xấu. Lan Quế sẽ truyền thừa nhiều năm, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, thi đơn tiến vào trước 10, mới có thể ở sẽ thượng dẫn nhân chú mục, ít nhất tiến vào trước 20, mới có thể đối tuyển thân có điều trợ giúp. Nếu là tài nghệ quá kém, ở sẽ thượng bạch chậm chế công phu, chỉ biết mất mặt xấu hổ. Nhân này mấy cái, nhân số liền hữu hạn. Có kia tự mình hiểu lấy, chính mình không tham gia, liền đem danh ngạch nhường cho thân hữu. Này cũng không tính trái lệ, chỉ cần nàng có thực học. Đỗ Quyên liền thuộc tình huống này. Cho nên, này tỉ thí tuy nói giới hạn trong kinh thành quý nữ, kỳ thật diện tích che phủ thực quảng, đoạt giải quán quân giả tuyệt phi bình thường hạng người có thể hôn quá khứ. Lại nói Đỗ Quyên cùng Triệu Tình, vừa đi tiến Quế Viên tỉ thí đại viện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đỗ Quyên hôm nay xuyên một thân màu vàng mẫu đơn văn sa tanh quần áo, áo khoác cùng sắc cân vạt vô tay áo mây khói lụa mỏng váy, váy trường chỉ cập đầu gối, eo hệ hai ngón tay khoan đai lưng, dưới chân là màu đỏ thẫm da dê ủng. Trên đầu mây đen trồng chất, nghiêng cắm một con bích ngọc phượng, sau đầu tóc đen mềm rũ, tái quá chút ra thác nước. Trên mặt diễm hà mông lung, trong mắt rực rỡ lung linh, bên môi tươi cười sáng lạn. Nàng từ ngoại chậm rãi mà đến, doanh doanh dáng người mang theo một cổ phiêu nhiên. Trong viện quý nữ đều xem ngây người mắt, người này từ nào toát ra tới. Trải qua Hoa Ma Ma mấy tháng dạy dỗ huấn luyện, Đỗ Quyên hành tẩu tự thành phượng nghi. Nàng kiếp trước vài tuổi học khiêu vũ khi liền bắt đầu tiến hành hình thể huấn luyện. Hàng ngày đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng đối nàng tới nói đã thành thói quen. Kiếp này lại tập khinh công nhiều năm như vậy, hành tẩu gian liền phiêu nhiên nếu tiên. Hoa Ma Ma ánh mắt độc ác, phát hiện quận chùa dáng vẻ cực mỹ, liền không chịu qua trói buộc nàng, liền có một chút nửa điểm động tác không hợp quy định, cũng từ nàng đi, chỉ sợ bức tàn nhẫn, phản mất đi kia cổ không dính khói lửa phàm tục linh động cùng tiên khí. Nếu nhất định phải chọn khuyết điểm, chính là thiên tính thẳng thắn trên người nàng thiếu một cổ hoàng gia uy nghi, đó là trường kỳ ở vào thượng vị giả sở cụ bị phẩm tính, đoạn thời kỳ nội học không tới. Nhưng điểm này cũng ở Khâu Công Công đi Lâm gia truyền chỉ khi thay đổi. Ngày đó Đỗ Quyên ngăn trở thánh chỉ, giận mắng yên ổn bá. Hoa Ma Ma liền cảm thấy nàng rất có uy nghiêm, sau lại nàng lại bị người bịt mặt bắt cướp, tích cóp một bụng hờn dỗi không được phát. Ở bước vào kinh thành Bắc Hoa phía sau cửa, nàng trong cơ thể hoàng gia huyết mạch phảng phất thức tỉnh giống nhau bạo phát, một cổ huy hoàng đồ sổ chi khí chống đỡ nàng kiên định hành sự. Hôm nay, nhân Tùng Sơn đối diện hoàng thành, nàng đi vào này càng là chiến ý hừng hực, không tự giác phát ra nghiêm nghị uy thế. Bởi vì nàng nhớ tới chết đi thân cha mẹ, còn có chính nàng năm gần đây đủ loại tao ngộ. Như vậy Đỗ Quyên, lệnh Quế Viên trung đoan trang ưu nhã quý nữ ảm đạm thất sắc. Thiên nàng không thèm để ý mà đi tới, thậm chí không như vậy đoan trang.
còn hơi hơi ngưng mắt mọi nơi đánh giá, lại càng có vẻ thản nhiên không làm vẻ ta đây, như thiên đình tiên tử xuống dưới phàm trần, đối hết thảy đều tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Triệu Tình hoàn toàn cải trang thành một cái lanh lợi tiểu nha hoàn, đó là nàng cha đứng ở nàng trước mặt cũng nhận không ra. Nàng mỉm cười nhỏ giọng đối Đỗ Quyên nói, cô nương, nhìn, kia xuyên áo tím liền hồ quý phi chất nữ Hồ Ngọc Như, kia xuyên phấn hồng áo chính là thế tử muội muội Trương Đều Nghi, phía đông hành lang hạ xuyên lam nhạt váy chính là Vương Trừng, nàng nhưng lợi hại. Đỗ Quyên nhất nhất nghe, cũng theo nàng ngón tay phương hướng nhàn nhạt đảo qua. Nói đến Vương Trừng, nàng lại nhìn chăm chú nhìn. Chỉ thấy mặt đông hành lang gấp khúc hạ, một cái 15-6 tuổi văn nhã thiếu nữ cũng chính đánh giá nàng. Nga mi hơi trao, ánh mắt nghi hoặc, tựa suy nghĩ nàng là nhà ai nữ nhi. Thấy nàng xem qua đi, Vương Trừng lược trần chờ hạ, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Đỗ Quyên thực tự nhiên mà hồi báo cười. Xem đến Vương Trừng lại ngẩn ngơ. Bên cạnh lập tức có thiếu nữ qua đi hỏi, Vương tỷ tỷ, ngươi nhận được nàng. Vương Trừng nhẹ nhàng lắc đầu. Một cái khác thiếu nữ không tin nói, nàng đối với ngươi cười. Vương Trừng nói, bởi vì ta đối nàng cười. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Này tính cái gì lý do? Ngẫm lại lại rất đúng, ngươi không đối người khác cười, người khác như thế nào đối với ngươi cười đâu? Đang có thiếu nữ tưởng đánh bạo tiến lên đến gần, biết rõ Đỗ Quyên thân phận thời điểm, bỗng nhiên phát hiện các nàng chủ tớ hướng võ so viện cửa đi, không cấm thấp giọng kinh hô, các ngươi xem, nàng muốn tham gia võ so. Mọi người vội xem qua đi, cũng không phải là sao, kia chủ tớ hai cái đều vào võ so viện môn đâu. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nghĩ không ra như vậy một nữ tử cùng người huy nắm tay hoặc là giơ đao múa kiếm là cái bộ dáng gì. Trương Đều Nghi vội mang theo nha hoàn cũng đi qua. Nguyên lai, quế bên trong vườn cái này tòa sân, chính phòng hai bên đồ vật hành lang gấp khúc có lục đạo môn thông hướng 6 cái phân viện. Phân biệt là võ so viện, cờ viện, thư viện, viện họa, may vá cùng chủ nghệ, chỉ có âm luật ở chính viện cử hành. Đỗ Quyên báo võ so, âm luật, chuẩn bị thổi tiêu cùng chủ nghệ tam hạ, liền am hiểu hội hòa đều không có báo. Văn võ tỉ thí là đồng thời tiến hành, theo kế hoạch, nàng tiên tiến hành võ so. Này cũng không thực xung đột, rốt cuộc cờ nghệ có danh thủ quốc gia khảo giáo, lấy thắng thua nhiều ít từ tính toán, mà thư pháp, hội họa, may vá cùng chủ nghệ đều là hạn khi làm ra thành phẩm tới làm giám khảo bình xét, vãn một ít cùng sớm một ít đều không đáng ngại, chỉ có âm luật tỉ thí đặc thù, đặt ở cuối cùng. Kỳ thật, rất ít người đồng thời báo văn võ tỉ thí. Thử nghĩ, thường xuyên luyện công nào còn có nhàn rỗi học mặt khác. Liền toán học, cũng sẽ không tinh thông, liền sẽ không đi bêu xấu. Cho nên Đỗ Quyên vào võ so sân làm chúng nữ chấn động, cảm thấy nàng không giống luyện võ, hẳn là báo đánh đàn, hội hòa cùng thêu thùa chờ mới đúng. Không nói chúng nữ giật mình, lại nói Đỗ Quyên tiến vào võ so trong viện, lọt vào trong tầm mắt chính là sân ở giữa dựng một tòa hai trượng rất cao hình tròn bảo tháp cao giá. Đỉnh nhọn thượng cao cao huyền một minh hoàng tơ lụa chế tác tú cầu. Cao giá tháp bốn phía tắc thiết trí từng vòng chướng ngại, nhất ngoại tầng liền cách năm đạo lan can, sau đó là sông đào bảo vệ thành giống nhau thâm hác, lại hướng nội là đá lởm chởm quái thạch lũy xây núi giả trung ương mới là cao giá tháp. Võ so quy tắc chính là ai trước hết cước được tháp đỉnh tú cầu, ai liền đắc thắng. Như vậy quy định là suy xét tham gia tỉ thí đều là thân kiều mệnh quý nữ nhi, nếu là đấu võ đài hoặc là hôn chiến đều bất nhã, càng lo lắng một cái vô ý chảo hoa mặt hủy dung liền phiền toái. Mà vờn quanh tháp cao thiết trí chướng ngại, người dự thi từ tứ phía tiến công, cùng thi triển thân thủ, tránh cho một tổ ong chen chúc hôn chiến. Tuy rằng như vậy, cũng không phải rất nhiều người tham gia, không nhất định bản lĩnh ai dám tới. Khái chạm vào sự tiểu, từ tháp thượng rơi xuống chính là ngay cả mạng sống cũng không còn. Đương nhiên, vì cẩn thận, tháp hạ có hoàng cung phái nữ thị vệ bảo hộ, thời khắc dự bị tiếp ứng, nhưng kia cũng tránh không được nguy hiểm. Nhân thiết chí yêu cầu, viện này cũng trình hình tròn,
lan can ngoại là một vòng hành lang gấp khúc. Trước mắt hành lang gấp khúc các nhập khẩu đều đứng tham gia tỉ thí thiếu nữ, các nàng sau lưng là xem náo nhiệt thân thích. Đỗ Quyên đếm đếm tham gia tỉ thí thiếu nữ, có 21 cái, đối diện tháp cao Kiều Thanh bình luận, biểu tình khẩn trương mà hưng phấn. Đỗ Quyên bên trái đúng là Trương Đều Nghi. Nàng ánh mắt vòng quanh hành lang gấp khúc tìm tòi, tựa đang tìm cái gì người. Triệu Tình không tự chủ được mà hướng Đỗ Quyên bên người nhích lại gần. Bởi vì nàng biết Trương Đều Nghi ở tìm chính mình. Trương Đều Nghi không phát hiện Triệu Tình, thu hồi ánh mắt chuyển hướng Đỗ Quyên. Nàng tính tình có chút lãnh ngạo, đối Đỗ Quyên thật phần tò mò, lại không hảo hỏi. Đúng lúc vào lúc này Đỗ Quyên nhìn về phía nàng, nàng nhớ tới vừa rồi có người hỏi Vương Trừng, Đỗ Quyên vì cái gì đối nàng cười. Vương Trừng nói, ta đối nàng cười, nàng liền cũng chủ động mở miệng nói, vị này tỷ tỷ hảo, ta họ Trương, là Huyền Vũ Vương Phủ, tỷ tỷ là kia một nhà, ta coi là mắt đâu. Đỗ Quyên liền cười nói, ta họ Vương, là Triệu Ngự Sử cháu họ gái. Trương Đều Nghi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nói, trách không được Triệu Tình không có tới. Hừ, định là nàng nhát gan không dám tới. Tỷ tỷ nếu tới, có phải hay không so nàng lợi hại, nàng muốn tỷ tỷ thế nàng tới đoạt đầu danh. Triệu Tình nghe xong lời này âm thầm cắn răng. Nếu không phải không thể bại lộ thanh âm, nàng lập tức liền phải trả lời lại một cách mỉa mai. Đỗ Quyên cảm giác được nàng dao động, vội ho khan một tiếng cảnh cáo nàng, lại cười đối Trương Đều Nghi nói, không phải, là Triệu thím có chút không khỏe, Tình muội muội liền không thể tới. Trương Đều Nghi nói, nguyên lai như vậy, ai, thiếu nàng không thú vị đâu. Đỗ Quyên nghe xong nhìn không được cười. Triệu Tình nghe xong lời này hậm hực, lại không cấm đắc ý. Đúng lúc này, có cái nữ tướng từ bên ngoài tiến vào, nhảy thượng lan can, mấy cái lên xuống đã vượt qua thâm hác nhảy đến tối cao núi giả thượng. Nàng một tiếng ho khan, trong viện liền an tĩnh lại. Nàng trước tuyên bố tỉ thí quy định, đều là chút lão quy củ, sau đó hỏi mọi người đều chuẩn bị tốt, liền ý bảo chuẩn bị kích trống bắt đầu tỉ thí. Lúc này, không chỉ có hành lang gấp khúc nội các thiếu nữ ngưng thần đề phòng, liền Tùng Sơn thượng du khách cũng đều nín thở chờ đợi. Nguyên lai, tuy rằng Quế Viên bị Long Cấm vệ giới nghiêm, không được tạp vụ người thiện nhập, lại hứa du khách ở giữa sườn núi hoặc là Tùng Sơn đỉnh núi quan sát Quế Viên tỉ thí tình hình, nhưng gia tăng náo nhiệt, lại không đến mức đường đột va chạm giai nhân. Chẳng những Tùng Sơn thượng khả quan xem, liền Hoàng Thành Đông Môn lâu đều chen đầy trong cung quý nhân, giao xem bên này. Này trong đó, võ so viện sân thi đấu càng là góc độ thích hợp, mục đích chính là muốn dẫn người gieo họ, không giống theo thùa chơi cờ những cái đó. Là thấy không rõ. Vạn sự đã chuẩn bị, phấn chấn nhân tâm tiếng trống lôi vang lên. Trương Đều Nghi lại không bên cố, giúp đỡ phiên thượng lan can, dưới chân liền điểm, thoải mái mà qua đạo thứ nhất quan. Đối mặt một trượng khoan thâm hác, nàng hít sâu một hơi, phi thân đạp không bước hướng đối diện chạy gấp. Một hơi tẫn, hiểm hiểm ở rơi xuống nước trước rơi xuống đất, chính là hướng đến bàn chân sinh đau, còn kém điểm một đầu tài đến núi giả thượng. Khó khăn ổn định thân mình, nàng lập tức một lần nữa cô lấy kính nhảy lên núi giả. Dưới chân có chống đỡ mượn lực chính là không giống nhau, nàng thực nhẹ nhàng mà tới rồi cao giá tháp hạ. Kia tiếng trống càng thêm dày đặc, thanh âm đảo nhẹ, tựa như không được thúc giục dường như. Đúng lúc này, từng tiếng bùm rơi xuống nước thanh truyền đến, Trương Đều Nghi nhìn không được nhấp miệng cười. Đang muốn thượng cao giá tháp, chợt nghe trên núi vang lên thủy triều gieo họ trầm trồ khen ngợi thanh, mà nổi trống cũng thật mạnh đánh, thanh trấn tứ phương. Nàng trong lòng vừa động, khóe mắt dư quang chiều Đỗ Quyên kia nhìn lại. Phía sau không ai, bên người cũng không ai, đi đâu? Ngửa đầu vừa thấy, kia áo vàng nữ tử đã mau đến tháp đỉnh. Trương Đều Nghi trương đại cái miệng nhỏ, đi theo mánh dậm chân, này này như thế nào so sao? Chênh lệch quá lớn. Nàng ủ rũ cụp đuôi, lại không nghĩ hướng lên trên leo lên. Này đó chướng ngại tính cả cao giá tháp ở bên trong, đối Đỗ Quyên tới nói liền cùng ngoạn nhi giống nhau. Nàng trương cánh tay lâng lâng bay đến tháp hạ, thế nhưng thẳng đăng mà thượng, sau đó lại mấy cái lăng không lộn một vòng,
thực mau liền đến tháp đỉnh. Bắt được tú cầu kia một khắc, nàng rất có chút ngượng ngùng, phía dưới các cô nương có còn ở trong sông, Trương đều nghi ở tháp hạ còn không có bắt đầu bò đâu. Nàng liễm đi tươi cười, đứng ở tháp đỉnh nhìn chung quanh bốn phía, đặc biệt là hoàng thành phương hướng. Sóng chiều tiếng hô bỗng nhiên đình chỉ, đều lặng lặng mà nhìn nàng. Này không tính kết thúc. Hạ tháp thời điểm nếu là bị người đoạt đi tú cầu, vẫn như cũ tính thua. Cho nên Trương đều nghi trong mắt chuyển động, dứt khoát không thượng tháp, tiếp đón sau lại các thiếu nữ, đại gia hợp lực ngăn cản nàng. Lại không hòa nhau điểm mặt mũi, cũng quá mất mặt. Chúng nữ cũng ý thức được điểm này, đồng loạt đáp ứng, tuyên quyền bắt tay áo chạm hảo phương vị, chờ Đỗ Quyên hạ tháp. Mà kia kích chống trợ uy thị vệ thấy vậy tình hình, càng đem cổ đánh ầm ầm, trên núi hoàng thành bên kia cũng đều tiếng gọi ầm ĩ như thủy triều. Đỗ Quyên nghe thấy cười, trước hít sâu một hơi, sau đó mở ra hai tay, liền như vậy phi thân mà xuống. Trong lúc nhất thời, không trung nhân nhi the mỏng như mây, tóc đẹp bay múa, tự phượng hoàng ngao du, như đại bàng dương cánh, mênh mông trăng như phùng hư ngự phong, mà không biết này sở ngăn. Phiêu phiêu trăng như di thế độc lập, vũ hóa mà đăng tiên. Tiếng trống đình chỉ, nổi trống thị vệ cương thân mình nhìn phía giữa không trung. Âm thanh ủng hộ cũng đình chỉ, tựa hồ muốn xem nàng bay tơi chạy đi đâu. Lại hoặc là không đành lòng thấy nàng quăng ngã thành thịt nát. Đỗ Quyên cũng cùng Trương đều nghi giống nhau đạp không mà buôn. Nàng dáng người muốn uyển chuyển nhẹ nhàng nhiều, giảm xuống trong quá trình cân bằng độ nắm giữ cũng ổn. Bởi vậy đem núi giả cùng thâm hát đều ném ở sau người, trực tiếp ở lan can phụ cận rơi xuống đất. Mắt thấy liền phải đụng phải lan can, nàng ra tốc trước buôn, chân phải ở lan can thượng mượn lực một chút, lại đi phía trước vụt ra một đoạn, lại điểm, lại thả người dựng lên, như thế đem hà trùy lực đánh vào trôi đi sạch sẽ, cũng vừa lúc trở lại hành lang gấp khúc hạ. Trên núi dưới núi cuồng hô hò hét thanh sông thẳng tận trời, nàng cũng mặc kệ. Xách theo kia màu vàng tú cầu đối ngốc lăng Triệu Tình nói, đi, qua bên kia thiêu đồ ăn đi. Triệu Tình kích động mà đáp, là, cô nương. Hai người thế nhưng không đợi mọi người, trực tiếp đuổi tiếp theo chàng đi. Trương đều nghi nhìn các nàng bóng dáng. Xoắn khăn tay nói, đáng chết Triệu Tình. Người nhát gan, chính mình không dám tới, tìm như vậy một cao thủ tới, hư thấu. Mặt khác thiếu nữ nghe xong vội vàng vây lại đây, hỏi thăm áo vàng nữ tử là ai. Trương đều nghi lười đến giải thích, nói chính mình đi hỏi, liền vội vàng đi rồi. Nàng cũng muốn đuổi tiếp theo chàng, còn muốn nhìn một chút Đỗ Quyên phía dưới so cái gì. Bởi vậy, chính nguyên 46 năm Lan Quế sẽ võ so xưa nay chưa từng có nhanh chóng, đoạt giải quán quân giả lấy chưa từng có thực lực áp đảo hoa thơm cỏ lạ, lấy được tú cầu. Cuối cùng kia lăng không sống uổng tuyệt thế phong tư càng là làm vô số vương tôn công tử khuynh đảo. Đại gia cùng khen ngợi rất nhiều, sôi nổi hướng chung quanh người hỏi thăm này áo vàng nữ tử lai lịch, lại không người biết hiểu, hỏi tới hỏi lui cũng không manh mối. Cái này, càng làm cho nàng bịt kín một tầng thần bí sắc thái. Thế ra đệ tử nhóm kia chịu bỏ qua, phân phó tùy tùng đi quế viên cửa thủ, chờ giai nhân ra tới. Nhất định phải biết rõ nàng xuất thân lai lịch cùng các loại tình hình, có chút dứt khoát tự mình đi. Vì thế, quế viên cửa liền chen đầy thiếu niên. Lại nói chính viện cũng không bình tĩnh, lại là đất bằng khởi gợn sóng. Đã bởi vì tỉ thí điểm có tiền, cũng vì hội họa tỉ thí phương thức, kinh vài vị chủ trì tỉ thí giám khảo quyết định, muốn lâm thời sửa đổi hội họa tỉ thí phương thức. Này muốn từ Lâm Xuân đưa tới hộp trang điểm nói lên. Hắn lấy tới một đại 7 tiểu 8 hộp trang điểm. Hắn đối giám khảo nhóm nói, 7 cái hộp nhỏ là hắn trước kia làm, đưa cho tỉ thí chiết quế giả. Nhưng là, hắn sẽ không nói cho mở ra phương pháp, nếu không năng lực mở ra, kia liền thủ đi. Kia đại chút hộp trang điểm hắn hoa 2 tháng công phu chế tác, nếu tính thượng bên trong nội dung, nói 2 năm cũng không quá. Này hộp tập thư pháp, hội họa, điêu khắc cùng cơ quan thiết kế với nhất thể, nội bộ có dấu thủy lợi nông nghiệp cùng sinh hoạt dân dụng máy móc bản vẽ nhiều phần, còn có hắn sáng tác sách luật, bao quát, sĩ nông công thương, mấy phương diện,
đây mới là hắn vì lần này Lan Quế sẽ tỉ mỉ chế tác điểm có tiền. Hắn yêu cầu, chỉ có hiện trường mở ra kia 7 cái hộp nhỏ chung bất luận cái gì một cái, mới có tư cách chạm vào này đại hộp. Nếu có năng lực mở ra, này hộp liền đưa cùng nàng, tính cả bên trong bản vẽ đồng loạt từ nàng hiến cho triều đình. Làm hoàng thượng vạn thọ tiết quà tặng trong ngày lễ, lợi quốc lợi dân, đây mới là vô thượng vinh quang. Nếu là không thể mở ra, kia hắn liền phải thu hồi đi, tự mình hiến cho triều đình. Hắn nói, vô luận lớn nhỏ hộp mở ra phương pháp, đều phải lĩnh hội hắn điêu khắc ở hộp trên mặt đồ văn ý cảnh, cũng y này tìm đối cơ quan, mới có thể thuận lợi mở ra. Lâm Xuân nói vừa xong, bất luận nam nữ, đều nhìn thẳng một cái hộp. Lần này Lan Quế sẽ từ tam phẩm nữ tướng quân Trịnh Mênh Mông tổng lý an bài. Văn thí các hạng mục phân biệt thỉnh am hiểu này hạng cũng ở kinh đô cực có danh vọng phu nhân tới chủ khảo. Mặt khác còn thỉnh quốc tử giám tế tử thẩm từ nho chờ vài vị đại nho. Tuy là nam nữ có khác, nhân bọn họ năm chiều cao đức cố phá lệ cho phép vào nhập quế bên trong vườn. Có thể thấy được đối Lan Quế sẽ coi trọng. Hòa si, thẩm từ nho nhìn chằm chằm kia lớn nhất hộp trang điểm không rời mắt được. Hắn ngơ ngác mà nhìn hộp chính diện đồ văn, mặt càng thấu càng gần. Bỗng nhiên mánh sau này một ngửa người tử, tựa hồ muốn đem ánh mắt từ tranh vẽ chung rút ra, khẩu nội khen, hảo, hảo, diệu thay. Lại dương mắt nhìn về phía Lâm Xuân, lại khen, thật là hậu sinh khả úy. Chú lão để có ngươi như vậy đệ tử, thật thật là hảo phúc khí. Lâm Xuân vội nói, hổ thẹn, nói hắn mới hảo phúc khí đâu. Nhiên thẩm từ nho đám người lặp lại nghiên cứu lớn nhỏ hộp trang điểm đạt nửa canh giờ, thế nhưng không một người có thể mở ra bất luận cái gì một cái hộp. Không phải bọn họ hội hòa ánh mắt không đủ, mà là quang lĩnh hội hòa vừa ý cảnh còn không được, còn phải có xảo tư phá giải cơ quan. Bọn họ này đó cả ngày đắm chìm ở thi hòa đôi chung người như thế nào có thể hành. Thiên lại càng xem kia điêu khắc càng ái, sôi nổi muốn Lâm Xuân mở ra một con giải thích. Những người này tùy tiện một cái đều là Lâm Xuân thường ngày ngưỡng mộ, nhưng hắn hôm nay thái độ khác thường, thực kiên định mà nói cho bọn họ, hôm nay hắn không thể cởi bỏ bất luận cái gì một cái. Qua hôm nay, hắn sẽ tự mở ra một cái hộp cho bọn hắn xem. Thẩm từ nho nóng này, trước cùng mấy cái lão giả nói thầm một trận, cuối cùng đối Trịnh tướng quân nói muốn sửa đổi hội họa tỉ thí phương pháp, tham gia tỉ thí cũng không cần vẽ, chỉ quan khán kia 7 cái hộp trang điểm thượng điêu khắc đồ văn. Nếu là có thể lĩnh hội cũng mở ra giả, liền tính đoạt được đầu danh. Nếu may mắn có 2 người đều mở ra, lại quan khán đại hộp trang điểm, lấy có thể mở ra giả định thắng thua. Trịnh tướng quân đáp ứng rồi. Lấy những người này danh vọng, sửa đổi tỉ thí phương pháp sẽ không có người oán giận. Lại nói, các vị tiền bối như thế tôn sùng Lâm Xuân điêu khắc, làm tham gia tỉ thí quý nữ nhóm quan sát nghiên tập chỉ biết đối với các nàng có chỗ lợi. Ai ngờ lúc này trong cung tới cái thái giám, truyền chính nguyên đế ý chỉ, cũng là về này hộp trang điểm, muốn bọn họ vô luận tham gia tỉ thí vẫn là quan chủ khảo, có thể mở ra đại hộp trang điểm giả, triều đình thật mạnh có thưởng. Vì sao? Bởi vì Lâm Xuân đem chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới máy móc đồ thác dụng thân vương hiến một bộ phận cấp triều đình, nói còn có bao nhiêu phân lần này Lan Quế sẽ điểm có tiền hộp trang điểm đâu. Nếu là có người có thể mở ra, liền lấy này làm vạn thọ quà tặng trong ngày lễ hiến cho hoàng thượng. Nếu là không thể, liền muốn thỉnh Tĩnh An quận chúa tới mở ra. Chính nguyên đế biết rõ hắn làm khó dễ, cũng là long tâm đại duyệt. Gần nhất hắn xác thật thể hiện rồi phi phàm mới có thể. Thứ hai liền tính hoàng đế nữ nhi không lo ra, cầu người càng nhiều cũng càng hiện tôn quý, cho nên muốn hay không đem Tĩnh An quận chúa gả cho hắn trước bất luận, chỉ bằng hắn này phó cầu thân thái độ cùng thành ý khiến cho hắn làm ra ra cảm thấy vui vẻ. Hắn cuối cùng thừa nhận, Lâm Xuân lấy ra điểm, đủ phân lượng đồ vật, lại không giống phía trước như vậy coi khinh hắn. Bởi vậy, hắn mới truyền chỉ Lan Quế sẽ trên dưới người chờ đều dốc hết sư lực tới mở ra hộp trang điểm. Thẩm từ nho nghe xong càng hỉ, lập tức làm nhà mình phu nhân cùng một vị khác hà phu nhân nói cho sở hữu tham kiến hội họa tỉ thí quý nữ, quan khán 7 cái tiểu hộp trang điểm cũng thử mở ra. Vì sao làm như vậy quyết định?
chẳng lẽ bọn họ này đó lão phản không bằng hơn 10 tuổi thiếu nữ thật tinh mắt. Đây là xuất phát từ cơ quan phương diện suy xét, tuổi trẻ giả tư tưởng hoạt bát hay thay đổi, không chịu câu nệ thường quy, có lẽ liền có tâm tư linh hoạt nghĩ tới đâu. Phản chi bọn họ tuổi già giả tư duy có nhất định hình thái, muốn gian nan chút, lại nói, bọn họ cũng là muốn lấy này danh nghĩa đem này lan quế sẽ hôn qua đi lại nói, đợi lát nữa sau, bọn họ lại cẩn thận nghiên cứu này hộp, trước mắt làm các thiếu nữ trước thí. Chúng quý nữ lại nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Này quả thực là sinh sôi vả mặt. Lúc này Lâm Xuân cũng đi vào quế viên, một thân thanh bần thanh ý, lánh lánh đạm đạm, đứng ở Thẩm Từ Nho bên người, phảng phất lánh thúy thanh tùng. Toàn thân đều là tranh tranh ngạo cốt. Đối mặt muôn hồng nghìn tía quý nữ nhóm, hắn dùng thực tế hành động nói cho các nàng, liền tính lan quế sẽ chiết quế giả, cũng mơ tưởng hắn đưa hộp, tặng cũng không dùng được, muốn liền đi tiêu tiền mua, đem hắn đương thợ một sai sử, hắn liền dùng này phương pháp nhắc nhở các nàng, thợ một chân chính nội hàm, tuyệt không phải các nàng có thể coi khinh. Các thiếu nữ lo lắng sốt ruột, nếu chiếu Thẩm tế tử cùng phu nhân nói, hôm nay sở hữu người dự thi đều đem bạch vội một hồi, không chỉ có hoang đường, hơn nữa mất mặt. Hộp trang điểm, đại biểu không chỉ có riêng là điểm có tiền, còn có vinh quang. Hiện giờ phủng này vinh quang về nhà, nếu là vẫn luôn mở không ra, vậy không phải vinh quang, đó chính là sỉ nhục. Sở hữu thiếu nữ nhìn Lâm Xuân, tâm tư chua xót lại phức tạp. Đồng thời, các nàng cũng bị khơi mào mãnh liệt ý chí chiến đấu. Đỗ Quyên biết rõ ngọn nguồn, quả thực cười phiên thiên. Nàng lập tức muốn triệu tình đi báo cáo bổ túc bổ sung danh, nàng muốn tham gia hội họa tỉ thí. Triệu tình vội chạy chậm đi. Đỗ Quyên ẩn ở người sau xa xa xem Lâm Xuân, cảm thấy hắn tiểu tụy nhiều. Trong lòng đau xót, tưởng hắn nhật tử cùng chính mình giống nhau cũng không hảo quá. Đang nghĩ ngợi tới, giám khảo nhóm đã định ra chương trình, làm tham gia hội họa tỉ thí nữ tử liền ở chính viện thượng phòng nội tiến hành tỉ thí. Tỉ thí phân mỗi phê 7 người quan sát hộp trang điểm, 15 phút sau nếu không thể mở ra, liền thay cho một đám. Như thế thay phiên tới, thẳng đến kết thúc. Tuyên bố đã tất, chúng nữ liền vào chính đường, chủ khảo các phu nhân ở một bên giám sát, Thẩm Từ Nho chờ nam chủ khảo nhóm khác ở phía trước đảo tòa phòng chờ. Lại nói Đỗ Quyên, đang bị phân ở cùng Vương Trừng một đám. Vương Trừng hướng nàng hơi hơi gật đầu một cái, cũng bất chấp nhiều lời, liền đi hướng bên cạnh bàn, ấn trình tự lấy đối ứng hộp trang điểm, đi đến một bên ghế ngồi xuống tinh tế nghiên cứu. Đỗ Quyên cũng cầm chính mình, đi đến một bên ngồi xuống. Ngưng mắt vừa thấy, nắp hộp thượng điêu khắc một bức khe núi tranh cảnh, một vòng trăng tròn treo ở hộp góc trái phía trên, chiếu đến cây rừng phản xạ mông lung quang huy, một con chim nhi phi ở khe núi trên không, bên để một đầu thơ. Người nhàn hoa quế lạc, đêm tĩnh xuân sơn không. Nguyệt gia kinh sơn điểu, khi minh xuân khe trung. Đây là vương ma cật chim hót khe. Tiếp theo nàng lại đem hộp chuyển qua tới, nhìn về phía bên trái mặt, cũng là một bức đồ xứng một đầu thơ. Hàn sơn chuyển xanh ngắt, thu thủy ngày lững lờ. Y trượng cổng tre ngoại, đón gió nghe mộ ve. Bến đỏ dư mặt trời lặn, khư thượng cô yến. Phục giá trị tiếp dư say, cuồng ca năm liêu trước. Vẫn như cũ là vương ma cật thơ, vong xuyên nhàn cư tặng bùi tú tài địch. Đi theo nàng lại xem mặt phải cùng mặt sau, đều điêu khắc một bức tranh vẽ, cũng xứng câu thơ, phân biệt là hạ cảnh cùng đông cảnh. Hộp chính phía trước tắc điêu chính là một hộ nông gia sinh hoạt cảnh tượng, tiểu viện, đại nhân tiểu hoa nhi đều ở bận rộn. Đỗ Quyên ẩn ẩn có chút minh bạch, này hộp mặt điêu khắc đem xuân hạ thu đông đều bao dung, chỉ có chính phía trước bất đồng, mở ra cơ quan khẳng định liền tại đây mặt trên làm văn. Nàng nhìn chằm chằm kia phúc nông gia sinh hoạt đồ suy nghĩ sâu xa. Này người một nhà ánh xa cái gì? Vẫn chưa tưởng bao lâu, trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên liền biết sao lại thế này. Lâm gia huynh đệ không nhiều không ít. Đem xuân hạ thu đông đều chiếm toàn, mở ra này hộp phương pháp, chỉ cần theo thứ tự ấn hạ câu thơ chung xuân hạ thu đông chữ là được. Tổng cộng có 6 cái tự,
cộng 6 cái ám khấu. Nhưng là, trình tự không phải ấn xuân hạ thu đông tới, mà là ấn nhà bọn họ huynh đệ đứng hàng trình tự tới, phân biệt là thu, hạ, xuân, đông. Tưởng tất, nàng bay nhanh mà trước ấn hạ, thu, tự, liền nghe bên trong hộp, tháp, một tiếng vang nhỏ, ở yên tĩnh trong sảnh phá lệ chói tai, dẫn tới mọi người đồng loạt nhìn lại đây. Đi theo lại là liên tục, tháp tháp, tiếng vang, mọi người khiếp sợ. Toàn ấn qua đi, Đỗ Quyên nhẹ nhàng một hiên, quả nhiên nắp hộp mở ra. Hà phu nhân doanh doanh đứng lên, đi đến Đỗ Quyên bên người, kinh dị hỏi, cô nương thế nhưng nhanh chóng như vậy liền mở ra. Đỗ Quyên mỉm cười nói, may mắn mà thôi. Nàng là tưởng khiêm tốn chút tổng không sai, nhiên mặt khác cô nương nghe xong trong lòng khó chịu vạn phần. Ai oán lại ghen ghét mà nhìn Đỗ Quyên, như thế nào các nàng liền không có cái này may mắn đâu. Hà phu nhân vui mừng vạn phần, nâng đã mở ra hộp trên dưới quan khán. Khác hai vị phu nhân cũng vây đi lên quan khán, càng xem càng tán thưởng. Các nàng ánh mắt ở Đỗ Quyên trên mặt thẳng đảo quanh. Muốn hỏi nàng là như thế nào mở ra, lại cảm thấy không hợp quy củ, hơn nữa Đỗ Quyên chưa chắc sẽ nguyện ý nói cho các nàng. Đến lúc đó bị nàng cự tuyệt thể diện thượng nhưng khó coi, toại nhìn xuống. Hà phu nhân cô nén kích động tâm tình, vẫy tay gọi tới một cái nha hoàn, mệnh nàng phủng này hộp đi nói cho phía trước, liền nói đã có cô nương mở ra một cái hộp, muốn đổi đại hộp trang điểm tới thí. Kia nha hoàn vội ôm hộp liền đi. Thẩm tế tử đám người thấy đại hỉ, kích động mà quan khán. Lâm Xuân có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Bởi vì 7 cái hộp chung, số cái này dễ dàng nhất mở ra, chỉ cần hơi chút hiểu biết nhà hắn tình huống, là có thể làm ra chính xác lựa chọn. Hắn tưởng đảo dễ dàng, người khác nghe xong hổ thẹn chết. Ai không có việc gì tưởng những cái đó cong cong vòng. Hắn lúc ấy buồn không nghĩ đem này hộp bỏ vào tới, nhiên gần nhất hắn không rảnh lại khác làm một cái, thứ hai cũng là cố ý châm trước. Làm ít nhất có một người có thể mở ra hộp trang điểm, chứng minh hắn không phải cố ý làm khó dễ. Nếu không nói, đắc tội kinh thành sở hữu quý nữ kết cục hắn tưởng cũng nghĩ đến ra. Hắn liền tính không chịu khom lưng, cũng không muốn làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Bên kia, thẩm tế tử đã đem đại hộp trang điểm sai người hảo sinh đưa đi chính phòng, hắn tắc cùng mấy cái lão giả vây quanh, xuân hạ thu đông, nghiên cứu đi. Thượng phòng, Đỗ Quyên tiếp nhận thị nữ đưa tới hộp trang điểm, vào tay nặng nề. Ánh mắt chạm đến hộp trên mặt tranh cảnh, liền có chút hoa cả mắt. Nàng vội đối Hà phu nhân ngồi xổm thân thi lễ nói, phu nhân, thỉnh cho phép tiểu nữ tử khác chọn một gian tĩnh thất cẩn thận nghiên cứu này hộp. Hà phu nhân đỡ nàng một phen, cười nói, nguyên nên như thế. Toại lánh nàng đi cách vách phòng xếp. Trong sảnh nghiên cứu tiểu hộp trang điểm thiếu nữ lại thay đổi một đám. Ban đầu kia phê như vương chừng đám người tắc thối lui đến một bên đau khổ suy tư, để vọng linh quang hiện ra. Trở lại đến phiên chính mình thời điểm nhất cử mở ra. Đỗ Quyên bắt được đại hộp trang điểm, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu hướng nàng. Nghe nàng đơn độc muốn một gian nhà ở, một đám đều khó chịu. Các nàng rất muốn mượn cơ hội nhìn xem này đại hộp đâu. Thế nhưng muốn tránh đi các nàng. Nhiên Đỗ Quyên yêu cầu lại thực hợp lý. Tưởng kia tiểu hộp trang điểm đều như thế phức tạp khó khai. Huống chi đại, đang muốn lẳng lặng suy tư cùng tính toán mới đúng. Người nhiều khẳng định chịu ảnh hưởng. Vì thế chỉ hảo xem nàng cùng Hà phu nhân đi rồi. Phòng xếp nội. Đỗ Quyên muốn giấy bút. Sau đó ngồi vào bàn tròn biên cẩn thận quan khán cái này hộp trang điểm. Này hộp so vừa rồi kia tiểu nhân muốn đại gấp đôi, trường khoan cao đều có một thước, toàn thân kim quang lập lòe, sắc thái mỹ lệ, tinh tế như chi, u hương từng chật, lại là dùng tơ vàng gỗ nam chế tác. Nàng hít sâu một hơi, trước ngưng thần nhìn kỹ chính phía trên hộp mặt. Mặt trên điêu đồ là hai tòa ngọn núi kẹp một uông hồ nước, bên trái ngọn núi bị giấu đi nửa bên, chỉ biểu hiện chính phía trước ngọn núi toàn cảnh. Hữu nửa bên điêu khắc chính là đạo đức kinh văn tự. Ngọn núi ở giữa lao xuống một con thác nước, chiếm cứ một nửa ngọn núi vị trí. Tinh mịn nước gợn hoa văn, phụ lấy cực rất nhỏ vằn nước điêu khắc, sử thác nước sinh động rất thật.
Đỗ Quyên chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, phảng phất bị hút vào hoa chung, theo kia thác nước từ chỗ cao rơi xuống, một đầu nhảy vào mờ mịt tràn ngập trong hồ. Bỗng nhiên cảm giác ngoài miệng chợt lạnh, tựa hồ chạm đến mặt nước. Nàng không cấm hoảng sợ, bản năng đem thượng thân sau này một ngưỡng, cùng Thẩm Tế Tử lúc ấy động tác giống nhau. Thối lui sau mới phát hiện, nguyên lai nàng bất chi bất giác tới gần hộp, môi đụng tới hộp trên mặt, mới có lạnh nhuận nhuận cảm giác, trong lòng kinh dị không thôi. Một bên Hà phu nhân gặp qua Thẩm Tế Tử lúc ấy tình hình, càng thêm kinh dị. Đô Quyên đã nhận ra này hộp mặt điêu đến là ong vàng lĩnh một chỗ tranh cảnh. Ngày đó nàng tập kích Tảm Hư Cực, sau lại cùng Lâm Xuân chạy thoát địa phương. Vừa rồi, nàng cảm thấy chính mình nhảy vào trong hồ trong nháy mắt, hoảng hốt thấy dưới nước có cái nữ tử cưỡi ở trên lưng hồ lặn, nhưng không kinh dị. Nàng lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm không thể hạt xem hạt chạm vào, vẫn là trước đem toàn bộ hộp mặt tranh cảnh đều xem một lần, có cái tổng thể ấn tượng lại làm so đo. Vì thế chuyển động hộp, dùng ánh mắt thô thô xem. Này vừa thấy quả nhiên nhìn ra chút môn đạo. Hộp mặt trái điêu khắc đúng là Tuyền Thủy Thôn, nhất phái sơn thủy điền viên phong cảnh, điềm đạm cực kỳ. Tức khắc nàng bị một cổ nồng đậm ấm áp vây quanh, ngày gần đây tụ tập ở trong lòng phần khích cùng sát khí tan đi không ít. Đế đổ thượng điêu khắc chính là Đạo Đức Kinh trước mấy chương văn tự. Này điêu khắc thủ pháp thập phần cao siêu vi diệu, một đám thật nhỏ chữ viết phảng phất tưởng tượng vô căn cứ ở đồ trên mặt, không hề có phá hư nguyên đồ cảm giác. Hộp chính diện tức là vừa rồi xem ong vàng lĩnh núi cao hồ nước. Hộp phía trước điêu còn lại là hồ nhạn cốc cảnh sắc, lại trừu tượng, hoạt hóa thành một bức thái cực âm dương đồ. Hồ nhạn hồ cùng hồ nhạn đảo là âm cá, lục địa rừng cây là dương cá. Văn tự bộ phận lại không phải Đạo Đức Kinh, mà là Đào Uyên Minh Đào Hoa Nguyên Ký. Hộp hai bên trái phải còn lại là hồ nhạn cốc địa hình kéo dài, bên trái là đuôi phượng sơn, xứng văn là Lý Bạch Đường Thục Khó, bên phải là một khác tòa sơn, xứng chính là một đầu thơ. Đỗ Quyên toàn bộ xem xong, trong lòng cũng không manh mối. Kỳ thật cũng không thể nói không có một chút manh mối, ít nhất nàng nhìn ra trình tự tới. Hộp mặt trái Tuyền Thủy Thôn tranh cảnh hẳn là đệ nhất phúc. Hộp chính diện ong vàng lĩnh thác nước hồ nước là đệ nhị phúc. Hộp phía trước hồ nhạn cốc cùng hai bên trái phải dãy núi cộng đồng cấu thành đệ tam phúc. Này lý do chỉ có nàng cái này buông xuống ở Tuyền Thủy Thôn, lại ở ong vàng lĩnh chạy thoát cấm quân tập ná. Sau đó trốn vào hồ nhạn cốc nhân tài nhất khẳng định. Cho nên, Đỗ Quyên cũng không cảm thấy ủ rũ, ngưng thần tinh tế từ đầu lại xem. Đệ nhất phúc đồ cực ấm áp, thể hiện rồi một loại nguyên sinh thái sinh hoạt cảnh tượng, trang bị Đạo Đức Kinh văn tự, đúng là thanh tĩnh hư cực tự nhiên vũ trụ áp xúc. Bất chi bất giác, nàng lại chuyển động hộp đem ánh mắt chuyển qua đệ nhị phúc đồ thượng. Sau đó, nàng lại một lần bị hút vào tâm thần, chìm vào cảnh đẹp trong tranh. Sau đó, nàng quả nhiên lại thấy kỵ hổ thiếu nữ hướng dưới nước tiềm đi, kia phương hướng hướng tới đồ góc phải bên dưới, mà ở trong một góc, có khác hai chỉ chim nhạn dương cánh bay lượt. Nhạn bay về phía nam, một phi bay đến hồi nhạn cốc. Đỗ Quyên rời khỏi ánh mắt, tâm tình có chút kích động. Kỵ hổ thiếu nữ cùng chim nhạn, nhìn chăm chú nhìn kỹ là nhìn không ra. Đây là một loại ám điêu thủ pháp. Mượn tơ vàng hoa văn cùng phù quang điểm điểm hội tụ thành đồ án. Nếu nhìn chằm chằm nhìn kỹ, chỉ có thể thấy bên ngoài thượng điêu khắc quang điểm cùng hoa văn. Cần ánh mắt mạn vô tiêu cự, lấy tâm thần chìm vào trong đó, mới có thể phát hiện manh mối. Lại xem đệ tam phúc đồ, phát hiện phân biệt ở thái cực đồ âm dương cá cá mắt vị trí cũng dùng ám điêu thủ pháp điêu hai chỉ chim nhạn. Này hai chỉ nhạn sen lẫn trong hồi nhạn hồ cùng rừng rậm trên không trên dưới tung bay chim chóc giữa, thực không dễ phát hiện. Đỗ Quyên bay nhanh trên giấy ghi nhớ này đó, âm thầm phân tích. Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng như một cuộn chỉ rối. Tuyền Thủy Thôn, ong vàng lĩnh, hồi nhạn cốc, kỵ hổ thiếu nữ, bay về phía nam chim nhạn, hơn nữa Đạo Đức Kinh cùng thái cực đồ, còn có đào hoa nguyên ký chờ. Như thế nào sâu lên tới? Nàng nhìn không được ở trong lòng oán giận, Xuân Nhi ngươi còn bất mãn 20,
chỉnh như vậy phức tạp đồ vật ra tới làm gì? Ngươi làm ra tới người khác khai không được không quan trọng, liền ta cũng khai không được, ngươi có ý tứ gì? Nghĩ vậy bỗng nhiên một giật mình. Đúng rồi, Lâm Xuân không có khả năng lộng quá phức tạp. Này hộp người khác có thể khai không được, nàng cần thiết muốn mở ra. Nghĩ vậy, nàng không hề xem hộp, cũng không hề nghiền ngẫm phức tạp đồ văn thâm ý, chỉ đem này tam phúc đồ sâu chuối lên tưởng. Lại liên hệ nàng cùng Lâm Xuân quan hệ, bọn họ chi gian quá vãng cùng tương lai. Này ngồi xuống chính là hai cái canh giờ, nàng hoàn toàn quên mất ngoài thân sự. Bên ngoài nhưng náo nhiệt. Lần này Lan Quế sẽ, nhưng nói là nhất không thú vị, cũng là nhất thú vị. Không thú vị, chỉ chính là võ so thực mau quyết xuất đầu danh, chút nào trì hoãn không có, mà văn so cũng bởi vì Lâm Xuân lộng này vừa ra, làm cho rất nhiều hạng mục đều qua loa xong việc. Thú vị, là chỉ các thiếu nữ bị Lâm Xuân kích khởi oán giận chi tâm, phàm là có chút tài học cùng ngạo khí, cũng không tâm mặt khác hạng mục tỉ thí, đều tụ tập đến chính phòng bên này, thế muốn cởi bỏ hộp trang điểm. Đến lúc này, hảo chút tài nghệ giống nhau nhân cơ hội đoạt nữ hồng, chủ nghệ chờ hạng đầu danh. Vương Trừng đám người căn bản không sao cả, được đầu danh lại như thế nào? Kia hộp trang điểm mở không ra cũng uổng công. Giống nàng như vậy ra thế nhân phẩm, căn bản không cần Lan Quế nổi danh thứ tới tăng thêm sáng rọi, nàng càng để ý mở ra Lâm Xuân chế tác hộp trang điểm, kia mới là thật bản lĩnh. Các thiếu nữ vội nửa ngày, vẫn như cũ không có người kế Đỗ Quyên lúc sau mở ra tiểu hộp. Đại gia bởi vậy cùng chung kẻ địch lên, cũng không đơn thuần chỉ là độc nghiên cứu, 3 năm cái bạn tốt tụ tập một chỗ cộng đồng thảo luận. Mọi người đều không tàng tư, đem từng người lý giải nói ra, ghé vào một chỗ, hy vọng có thể cho người nào đó dẫn dắt, xuất hiện kỳ tích. Mà Thẩm Tế Tử mỗi cách nửa canh giờ liền phái người tới hỏi Hà Phu Nhân, Đỗ Quyên nhưng mở ra đại hộp trang điểm. Hà Phu Nhân vì không quấy rầy Đỗ Quyên, đi ra ngoài nói cho nói, dù chưa mở ra, nhưng xem tình hình dường như thâm đến trong đó tư vị. Đã ngồi 2 cái canh giờ không nhúc nhích. Này tin tức càng kích thích các thiếu nữ, nản lòng rất nhiều, lại lần nữa hỏi Đỗ Quyên lai lịch. Trương Đều Nghi liền nói nàng hỏi qua, nói là Triệu gia thân thích. Bực này với chưa nói. Đại gia hận không thể phái người đi đem Triệu gia tỉ muội kéo tới hỏi cái rõ ràng minh bạch. Lại nói Đỗ Quyên, ước chừng sau nửa canh giờ rốt cuộc có tiến triển, tổng kết tam điểm. 1. Này tam phúc đồ thể hiện rồi nguyên bản ấm áp đơn giản nông thôn sinh hoạt đã chịu ngoại giới đánh sâu vào, sau đó diễn sinh một loạt sự kiện, hồi nhạn cốc là bọn họ lý tưởng tương lai. 2. Đạo đức kinh từ lý luận thượng phân tích biến hóa này quá trình, dự báo tương lai. 3. Là nàng cùng Lâm Xuân cảm tình tuyến, âm thầm xỏ xuyên qua tam phúc đồ. Đến nỗi đào hoa nguyên ký gì đó, hẳn là mê hoặc người, gần cấp đồ xứng với tương ứng văn tự mà thôi. Tưởng bãi, nàng lại từ đầu lại nhìn kỹ tam phúc đồ. Nhìn chằm chằm đệ nhất phúc đồ nhìn nửa ngày, nàng nhìn không được hô nhỏ, ta dựa. Đây là chịu kích thích lớn, mới buột miệng thốt ra, bởi vì nàng phát hiện đệ nhất phúc đồ cũng có ám điêu, thế nhưng vẫn là tiếng Anh, V-A-I-A-I-A-O, Lý Đôn. Nàng trái tim không được run rẩy, Xuân Nhi ngươi còn có thể lại lộng phức tạp điểm sao? Phức tạp? Không, khẳng định sẽ không phức tạp, hẳn là rất đơn giản. Nếu phức tạp, này hộp liền vô pháp khai. Nàng có thể khẳng định, Lâm Xuân làm cái hộp này là cho nàng. Kia nàng liền nhất định phải có thể mở ra. Nếu là quá phức tạp, vạn nhất nàng nghĩ sai rồi làm sao? Cho nên, mặc kệ này đồ, này văn tự, này ám điêu ngụ ý cái gì, cuối cùng kết quả nhất định là rất đơn giản. Đơn giản, đơn giản. Nàng nhìn chằm chằm, Lý Đôn, 2 chữ xuất thần. Lý Đôn, là nàng đi vào thế giới này nguyên nhân cùng mục đích, là liên tiếp kiếp trước cùng kiếp này ràng buộc, là nàng tâm tâm niệm niệm ái nhân, là nàng vô pháp mạt sát quá vãng, nàng sinh hoạt ở Tuyền Thủy Thôn. Trong lòng nhưng vẫn treo hắn. Này đệ nhất phúc đồ mở ra mấu chốt tự chính là Lý Đôn. Đỗ Quyên hít sâu một hơi,
lại phân tích bước tiếp theo. Ý nghĩ một khi mở ra, phân tích liền thuận lợi nhiều. Thiên trường địa cửu, thiên địa cho nên có thể trường thả lâu dài. Đỗ Quyên nhìn chằm chằm này đoạn lời nói, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Thiên trường địa cửu hẳn là chính là đệ nhị phúc đồ mở ra mấu chốt tự. Thiên trường địa cửu, bốn chữ không chỉ có giải thích thiên địa lâu dài tồn tại đạo lý, cũng ám chỉ Lâm Xuân đối Đỗ Quyên ái, cùng thiên địa cùng tồn tại. Hắn đem chính mình nghiên cứu chế tạo thủy lợi nông nghiệp chờ máy móc một cổ não dâng ra tới, đúng là chịu này đoạn lời nói dẫn dắt, noi theo thánh nhân, sau này thân mà thân trước, ngoại này thân sinh tồn, lấy vô tư thành toàn chính mình, nỗi niềm, đã là vì nước vì dân, cũng là hắn vì Đỗ Quyên nỗ lực làm, hiến cho nàng gia tộc, tức Tần thị hoàng tộc tâm ý. Đương nhiên, đạo đức kinh uyên bác tinh thâm, như thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, chờ cũng có thể có đồng dạng gợi ý. Nhưng nếu kết hợp để nhị phúc đồ trung ám điêu ngụ ý, kỵ hổ thiếu nữ cùng bay về phía nam chim nhạc, cũng chỉ có thể là thiên trường địa cửu. Nghĩ thông suốt sau, Đỗ Quyên từ từ thở hắt ra, lại đem ánh mắt đầu hướng để tam phúc đồ. Chim nhạn bay về phía nam, không hề nghi ngờ, này phúc đồ mấu chốt ở vào chim nhạn. Nhiên đồ thượng như vậy bao lớn nhạn, duy độc thái cực đồ âm dương cá mắt vị trí chim nhạn là dùng ám điêu thủ pháp biểu hiện, như vậy liền khẳng định là bọn họ. Một âm một dương, bất chính hảo chỉ nàng cùng Lâm Xuân sao. Đỗ Quyên tâm tình bỗng nhiên kích động lên, cảm giác thành. Lý Đôn, thiên trường địa cửu. Hơn nữa hai chỉ chim nhạn, vừa lúc là tám số. Căn cứ Lâm Xuân trước kia nói cho nàng, lớn như vậy hộp, ám khấu cơ quan cần đến từ tứ phương khấu khẩn, một phương hai khấu, vừa lúc tám khấu. Giống phía trước kia tiểu hộp trang điểm chỉ có sáu khấu, hai sườn đều chỉ có một ám khấu. Nàng lại lần nữa đem ánh mắt từ đệ nhất phúc đồ xem qua đi, vẫn luôn nhìn đến đệ tam phúc. Sau đó nàng khẳng định, không sai. Lý Đôn cùng thiên trường địa cửu, hai chỉ chim nhạn, đúng là mở ra này hộp cơ quan. Thật sự rất đơn giản. Chính là, trừ bỏ nàng chỉ sợ không còn có người thứ hai có thể mở ra. Nàng kiềm chế chủ kích động tâm tình, vươn mảnh khảnh ngón tay điểm hướng, lý, tự. Liền nghe, cùm cụt, một tiếng vang nhỏ, ở phòng xếp nội hết sức rõ ràng. Hà phu nhân cùng Triệu Tình Khô ngồi mấy cái canh giờ. Hà phu nhân còn có thể bảo trì ưu nhã, Triệu Tình đã sớm suy sụp vai tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy cả người xương cốt đều đau. Chính không thể nhìn được nữa thời điểm, kia thanh, cùm cụt, rót lọt vào tai chung, cả kinh nàng một run run. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên nhằm phía Đỗ Quyên. Hà phu nhân cũng bước nhanh đi tới. Đỗ Quyên thấy đệ nhất hạ thành công, không ngừng cố gắng, lại liên tục điểm hướng đôn cùng thiên trường địa cửu bốn chữ. Liền nghe cùm cụt thanh không ngừng, kẹp Triệu Tình vui mừng tiếng cười. Đỗ Quyên tâm tình phấn chấn, cuối cùng ấn lần tới nhạn đảo trung tâm kia chỉ chim nhạn. Kết quả, không có bất luận cái gì thanh âm. Gì, đây là làm sao vậy? Nàng trong lòng một đột, vội lại ấn dương cá mắt chim nhạn. Vẫn như cũ không có thanh âm, nàng liền ngốc. Triệu Tình đôi tay khẩn trương mà khoanh ở cùng nhau, hai mắt nhìn chằm chằm Đỗ Quyên thủ hạ hộp, liền chờ cuối cùng toàn mở ra hảo hoan hô trầm trồ khen ngợi, kết quả không thanh, không cầm sốt ruột hỏi, như thế nào không vang. Đỗ Quyên nào có không để ý tới nàng, nhìn kia một đôi chim nhạn chỉ lo trầm tư. Hà phu nhân thấy thế, vội kéo Triệu Tình một phen, hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người lui về tại chỗ ngồi xuống, Hà phu nhân nhẹ giọng nói, chớ có quấy rầy nàng. Triệu Tình vội vàng gật đầu, lo lắng mà nhìn Đỗ Quyên. Đỗ Quyên trong lòng nói thầm, như thế nào ấn bất động đâu. Âm cùng dương ai trước ai sau. Nói sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nàng trong đầu hiện lên này đoạn lời nói, thầm mắng chính mình hồ đồ, âm dương nơi nào phân cái gì trước sau. Kiếp trước xem Hồng Lâu Mộng, Sử Tương Vân đối nha hoàn luận âm dương khi nói, âm, dương, kỳ thật chỉ là một chữ, dương hết tức thành âm,
âm hết tức là dương. Sống mái chim nhạc, song tê song phi, phu thê đồng tâm, bạch đầu giai lão, như thế nào phân trước sau chủ yếu và thứ yếu? Lâm Xuân, Lâm Xuân. Nhớ tới cái kia trầm mặc thiếu niên, Đỗ Quyên cảm thấy cái mũi ê ẩm. Nàng cường ức kích động tâm tình, không hề trì hoãn, một lóng tay đặt ở âm cá cá mắt vị trí, một lóng tay đặt ở dương cá cá mắt vị trí, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, đồng thời ấn đi xuống. Quả nhiên, cùm cụt, hai tiếng giao điệp vang ở cùng nhau. Hà phu nhân run giọng hỏi, khai. Đỗ Quyên buồn ba nói, khai. Ngón tay hướng lên trên nhẹ nhàng một bẻ, tưởng xốc lên nắp hộp. Mặt trên lại văn ti chưa động. Nàng buồn bực không thôi, không đều khai sao? Nàng chính là không chịu lăn lộn. Nhìn kín kẽ hộp mặt, nghi nghĩ, ngón tay ở bên mặt bẻ hạ. Quả nhiên, chính phía trước một phiến môn mở ra, lộ ra tầng 5 mang bắt tay tiểu thế. Kéo ra tầng thứ nhất tiểu ngăn kéo, bên trong phóng thật dày một chồng bản vẽ. Đỗ Quyên thật dài ra một hơi. Triệu Tình lại quản không được chính mình, vui sướng mà kêu lên, quận cô nương. Đỗ Quyên đứng dậy, đối nàng cười nói, ta đói bụng, có ăn không có. Triệu Tình, lần này Lan Quế sẽ thật sự rối loạn. Bên ngoài, đã đến nửa buổi chiều thời điểm, không khỏi trì hoãn, hội họa tỉ thí chưa kết thúc, liền bắt đầu âm luật tỉ thí. Càng nhiều thiếu nữ tập trung đến chính viện, một bên nghe đánh đàn thổi tiêu, một mặt nghiên cứu khai hộp. Đến tột cùng vẫn là nghe đến thiếu, đều chứ ma dường như, chỉ lo nghiên cứu kia hộp đi. Đương Hà phu nhân mang theo Đỗ Quyên cùng tay phủng hộp trang điểm Triệu Tình từ phòng trong đi ra, vốn di ong ong thấp giọng nghị luận thậm chí kiểu thanh tranh chấp không dưới đường gian bỗng nhiên liền an tĩnh lại. Đều đem ánh mắt đầu hướng các nàng, chủ yếu tập trung ở Đỗ Quyên cùng phủng hộp Triệu Tình trên người. Trong phòng an tĩnh, bên ngoài tỉ thí giả tiếng đàn lúc này mới rõ ràng lên. Triệu Tình bởi vì vui vẻ, cười đến mi mắt cong cong, cũng đã quên thu liễm hình thái. Trương đều nghi nghi hoặc mà nhìn nàng, như thế nào cảm thấy nha đầu này hảo quen mắt đâu. Chính nghi hoặc, lúc trước hai vị quan chủ khảo vội hỏi Hà phu nhân, khai. Hà phu nhân kính nể mà ngó Đỗ Quyên liếc mắt một cái, gật đầu nói, khai. Chúng thiếu nữ một chút nổ tung, lại là kích động lại là ghen ghét. Có người đi qua suy nghĩ xem hộp, gấp gáp hỏi Đỗ Quyên là như thế nào khai, ổn trọng cảm thấy không thích hợp, đứng ở một bên tính xem này biến, cao ngạo cảm thấy hổ thẹn, bởi vì các nàng liền cái hộp nhỏ còn không có mở ra một cái đâu. Cũng có không phục, tưởng nói hai câu khó nghe lời nói, chính là nhìn xem Đỗ Quyên diện mạo nhân phẩm, cử chỉ khí độ, hơn nữa như vậy tài học trí tuệ, toàn thân lăng là tìm không thấy một chút nhưng cung người chửi bới địa phương, đành phải hậm hực nói thầm, yêu nghiệt. Hà phu nhân vội ngăn lại đại gia, khuyên vài câu, đơn giản là không có phương tiện vân vân. Thật là mỹ nữ như mây. Đỗ Quyên mỉm cười đứng đánh giá chúng nữ. Triệu Tình môi bất động, hơi thanh đối nàng giới thiệu, cùng vương trừng chạm một khối hồng y cô nương là dũng thân vương trưởng nữ Tần Dễ An. Nàng bên cạnh cái kia nữ tử là thuận thân vương phủ bát cô nương Tần Yên. Mau xem bên kia, dựa ven tường hai cái cô nương là yên ổn bá phủ con vợ cả tiểu thư. Đỗ Quyên ánh mắt một lưu, thế nhưng là phi thường mỹ hai thiếu nữ. Nhiên nàng không dám nhiều xem, một lưu liền đi qua, sợ dẫn vào lòng nghi ngờ. Lúc này Hà phu nhân thân thiết mà đối nàng nói, vương cô nương, hộp đã mở ra, ta đây liền phái người đưa đi cấp Lâm Tú Tài xem xét. Chờ hắn tán thành, liền tuyên cáo cô nương đoạt được trận này hội họa tỉ thí đầu danh, này hộp cùng bên trong hộp đồ vật cũng về cô nương xử trí. Đỗ Quyên nghi nghĩ, nói, phu nhân có không làm vãn bối nha hoàn đi này một chuyến? Hà phu nhân gật đầu nói, có thể. Đỗ Quyên liền chuyển hướng Triệu Tình, trước mặt mọi người phân phó nói, ngươi đi đem hộp còn cấp Lâm Tú Tài, liền nói ta hôm nay may mắn khai hộp, đã từ hắn trên người học không ít, vô cùng cảm kích, nhiên này hộp như thế chân quý, bên trong hộp đồ vật lại quan hệ thiên hạ bá tánh, vẫn là từ chính hắn hiến cho hoàng thượng thích hợp chút. Lại có,
ta nghe nói hắn cùng Tinh An quận chúa từ nhỏ đính hôn, thanh mai trúc mã. Này hộp điêu khắc đồ văn chính ngụ ý bọn họ trời cho lương duyên, cho nên ta trăm triệu không dám lưu lại, để tránh làm Tinh An quận chúa hiểu lầm. Ta cũng không dám coi đây là theo, khiến cho hắn lâm vào bị người phê bình quân cảnh. Nàng nếu là lưu lại hộp, không biết nội tình Lâm Xuân làm sao bây giờ. Triệu Tình nghe xong vội nói, là, cô nương. Lúc này thính đường nội một mảnh yên tĩnh, chúng nữ đều không ra tiếng, lại có hơn phân nửa người đều đem ánh mắt chuyển hướng yên ổn bá ra hai cái cô nương, Tần Hòa cùng Tần Nga. Nàng tỉ muội hai cái sắc mặt liền thay đổi. Tần Nga tự giữ mỹ mạo, bị người phủng quán, thả lại không biết Đỗ Quyên là ai, tưởng Triệu gia bà con xa bà con nghèo. Liền tiến lên một bước hướng Đỗ Quyên chất vấn nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Triệu Tình vội ngăn trở nàng, hụ mặt nói, làm gì đối nhà ta cô nương hô to gọi nhỏ? Hừ, nàng mới không sợ nàng đâu. Tần Nga thấy một cái hạ nhân cũng dám quát lớn nàng, không cấm giận dữ. Đỗ Quyên lạnh lùng mà xem xét Tần Nga liếc mắt một cái, trước mệnh Triệu Tình mau đi đưa hộp. Triệu Tình mới hậm hực mà đi ra ngoài. Đỗ Quyên lúc này mới lại nhìn về phía Tần Nga, hỏi, cô nương đây là ý gì? Tần Hòa ám quái muội muội xúc động, này không phải nhắc nhở nhân ra xem các nàng nan kham sao? Nàng vội tiến lên giữ chặt Tần Nga, đối Đỗ Quyên hơi hơi mỉm cười, nói, là ta muội muội lỗ mãng, mong rằng tỷ tỷ xin đừng trách. Đỗ Quyên cũng cười, nói, sẽ không. Xin hỏi hai vị nhà ai trong phủ? Tần Hòa tươi cười liền cứng lại rồi. Tần Dễ An hướng Đỗ Quyên ngọt ngào cười, nói, bọn họ là yên ổn bá phủ thượng. Đỗ Quyên nghe xong đầu tiên là thần sắc sửng sốt, sau đó làm bừng tỉnh trạng, lại đối Tần Hòa Tần Nga gật gật đầu, nói, khó trách, là ta sơ sót. Tần Nga tức giận đến mặt đỏ bừng, lại nhìn không được, nghiêm khắc hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi dám lại nói? Đỗ Quyên thu cười, đạm thanh hỏi ngược lại, ta nói cái gì? Ngươi! Tần Nga tức giận đến cả người phát run. Bởi vì Đỗ Quyên xác thật chưa nói cái gì, đều là chính nàng đa tâm. Nhưng là, nàng rõ ràng liền cảm thấy Đỗ Quyên là cố ý. Thật là gian trá cực kỳ. Lúc này Tần Hòa cùng nha đầu đều đi lên kéo nàng, Hà phu nhân cũng nhìn các nàng nhíu mày. Tần Nga thấy mặt ném định rồi, thật sự không cam lòng, như thế nào cũng muốn giáo huấn Đỗ Quyên một chút, bởi vậy giương tay liền phải đánh nàng, trong miệng nói, ngươi cái này gian trá nữ nhân, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, quan yên ổn bá phủ chuyện gì, muốn ngươi tơi trào phúng. Nàng nghĩ Đỗ Quyên đã dựa vào Triệu phủ, thân phận nhất định thấp hèn, còn nữa nàng gào ra thánh chỉ tới, ý tứ là Đỗ Quyên châm chọc hoàng thượng, là đại bất kính, cho nên nàng giáo huấn nàng theo lý thường hẳn là, căn bản không sợ người nói nàng. Các thiếu nữ bị Tần Nga hành động cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Hà phu nhân nghiêm khắc nói, Tần cô nương. Tần Hòa cùng nha hoàn liều mạng giữ chặt Tần Nga. Đỗ Quyên một phen nắm lấy Tần Nga thủ đoạn, đối thính đường nội mọi người quét một vòng, bật cười nói, cái gọi là quý nữ, chính là như vậy. Khẩu khí tràn đầy chế nhạo, lại đối Tần Nga đám người nói, đã quên nói cho cô nương, bổn cô nương đoạt võ so tú cầu đâu. Tần Nga Tần Hòa sắc mặt dại ra, mặt khác không hiểu rõ thiếu nữ cũng đều ngơ ngác mà nhìn Đỗ Quyên, tưởng từ trên người nàng nhìn ra võ trạng nguyên phong thái, nhiên thấy thế nào đều là cái tiên nữ nhân vật. Lúc này Tần Yên đi lên trước tới, cao quý đoan trang, lệnh người không thể khinh mạn. Nàng trước đối Tần Nga nói, muội muội quá đa tâm. Lời này nghe được Tần Hòa Tần Yên sắc mặt càng khó xem. Nhiên Tần Yên tiếp theo lại đối Đỗ Quyên nói, Tần muội muội tính tình luôn luôn thiên chân ngay thẳng, nghe xong cô nương ngấm ngầm hại người nói, khó tránh khỏi xúc động, mong rằng cô nương chớ trách. Đỗ Quyên nhìn cái này không biết là đường tỷ vẫn là đường muội cười. Nghĩ thầm không hổ là vương phủ ra tới, quả nhiên lợi hại. Nghe một chút, Minh Trách cứ Tần Nga xúc động, âm thầm lại vô thanh vô tức cho nàng khấu thượng đỉnh đầu, ngấm ngầm hại người, mũ. Này nếu là đại ý một chút,
bị nàng, công chính, mê hoặc, mơ màng hồ đồ liền nhận cái này tội danh. Nàng liền nghi hoặc hỏi, xin hỏi cô nương là. Có kia ái thừa phụ Tần Yên Cước nói, đây là thuận thân vương phủ bát cô nương. Nàng chưa từng nghĩ nhiều, bởi vậy đã quên thuận thân vương bị hàng tước việc này. Tần Yên ánh mắt một đốn, ngay sau đó bình tĩnh, mỉm cười nhìn Đỗ Quyên. Những người khác cũng đều nhìn về phía Đỗ Quyên, xem nàng đối mặt hoàng tôn nữ như thế nào thất thố. Đỗ Quyên cười nói, nguyên lai là thuận thân vương phủ cô nương, hoàng thượng cháu gái, hoàng gia người, từ nhỏ chịu nghiêm khắc dạy dỗ, nhân phẩm khí độ, học thức tu dưỡng, kia nhất định là bất phàm. Liền thỉnh cô nương chỉ giáo, ta câu nào lời nói ngấm ngầm hại người. Tần Yên vạn không ngờ nàng hỏi cái này, trở tay không kịp, tươi cười liền cương. Ngấm ngầm hại người sở dĩ vì ngấm ngầm hại người, chính là vô pháp nói rõ. Nàng nếu là trước mặt mọi người giải thích minh bạch nói, vậy tương đương đánh yên ổn bá phủ mặt. Lại nói, Lâm Xuân cùng Tinh An quận chúa có hôn ước là thật, vị cô nương này nói hắn ở điêu khắc chung ngầm có ý ngụ ý, nàng bởi vậy tị hiểm, này lý do không gì đáng trách, người ngoài nghĩ như thế nào, quan nàng chuyện gì. Chúng thiếu nữ thấy Đỗ Quyên cùng Tần Yên đối diện đứng, thon dài dáng người so nàng còn muốn cao một phân, lúm đồng tiền như hoa. Chút nào không thấy cung kính hoặc hoảng loạn, trong mắt lại lộ ra nghiêm nghị không thể xâm phạm uy nghi, so Tần Yên khí thế còn đủ, không cấm đều ngây ngẩn cả người. Thẩm phu nhân cùng Hà phu nhân thấy vậy tình hình đều âm thầm nhíu mày, muốn tiến lên khuyên can hóa giải, ngại với Tần Yên thân phận, nhất thời còn muốn không ra hóa giải biện pháp. Tần Yên chỉ cương một chút, thực mau khôi phục tự nhiên, trên mặt lại không có cười, lấy chân thật đáng tin khẩu khí hỏi, ngươi là nhà ai nữ nhi? Này liền bãi hoàng tôn nữ cái giá. Đỗ Quyên nghi hoặc nói, cô nương hỏi cái này làm cái gì? Đi theo lại nói, chính là gia thế thấp, liền không xứng thỉnh cô nương chỉ giáo. Tần Yên lại lần nữa khó thở, bất quá lần này không ở trên mặt mang ra tới. Tần Nga lại lập tức nói, ngươi biết liền hảo. Đỗ Quyên đem nàng trên dưới đảo qua, đang muốn nói chuyện, Hà phu nhân đi lên nói, vương cô nương, ngươi còn có âm luật tỉ thí đâu, liền mau đến phiên, vẫn là đi trước bên kia chuẩn bị đi. Đỗ Quyên không nghĩ lệnh nàng khó xử, bởi vậy gật đầu nói, ta phu nhân nhắc nhở. Nói xong xoay người liền đi, lại là cũng không thèm nhìn tới Tần Yên liếc mắt một cái. Tần Yên nhìn Đỗ Quyên rời đi bóng dáng, nổi giận rất nhiều lại kinh ngạc, này nữ tử từ đâu ra lá gan, dám như vậy coi khinh nàng. Muốn đem nàng uống trụ giáo huấn một đốn, nhiên nàng vừa rồi lời nói việc làm lại không có gì đại sai. Nếu liền như vậy làm nàng đi rồi, chính mình thể diện lại hà không tới. Bởi vậy nàng đứng ở kia, tuy bưng cười, trong mắt lại một chút ý cười cũng không có. Tần Nga tức giận nói, yên tỉ tỉ ngươi xem nàng kiêu ngạo. Tần Hòa thấp giọng quát, còn không câm miệng đâu, đều là ngươi rước lấy. Tần Yên nhàn nhạt mà nhìn các nàng tỉ muội liếc mắt một cái, lại không hé răng. Đường chung các thiếu nữ biết điều mà tản ra, lại đi nghiên cứu hộp trang điểm. Âm luật tỉ thí giả trước tiên ở đông sườn thính chờ, tỉ thí thì tại sân ở giữa một chỗ viên đàn thượng tiến hành. Đỗ Quyên ra tới khi, vừa lúc một vị đánh đàn thiếu nữ kết thúc đàn tấu, từ đàn thượng đi xuống tới. Trên hành lang người quan sát phát ra từng trận trầm trồ khen ngợi âm thanh ủng hộ, kia thiếu nữ mặt hồng hồng. Đỗ Quyên theo hành lang gấp khúc hướng đông đi. Sau lưng Trương Đều Nghi cùng Vương Trừng đuổi kịp tới. Vương cô nương. Đỗ Quyên xoay người, cười nói, Trương cô nương, Vương cô nương. Thấy hai người nhìn nàng chỉ là cười, có chuyện rồi lại không chịu nói bộ dáng, trong lòng vừa chuyển, hỏi, nhị vị cô nương tìm ta chính là có việc. Vương Trừng trần chờ hạ, mỉm cười nói, nguyên bản muốn hỏi cô nương là như thế nào mở ra kia hộp. Trước mắt lại cảm thấy quá đường đột, cho nên vẫn là không hỏi. Trương Đều Nghi không lời nào để nói, nghẹn ra một câu, ta tò mò đã chết đâu. Đỗ Quyên cười, chợt thấy Triệu Tình vội vàng đi tới. Cô nương! Đỗ Quyên vội hỏi, thế nào? Lâm Tú Tài hắn!
Triệu Tình không biết như thế nào miêu tả Lâm Xuân biểu hiện, chỉ cảm thấy không tốt. Đỗ Quyên đang muốn nói chuyện, hai bên hành lang gấp khúc bỗng nhiên ồn ào náo động lên. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy sân đối diện đảo tòa phòng trong bước nhanh đi ra một người, trên tay xách cái bao lớn, vội vàng hướng viện ngoại đi đến, đúng là Lâm Xuân. Lúc này hành lang hạ tụ tập vô số quý nữ cùng nha đầu bà tử, thấy hắn sát vũ mà về, đều ồ lên mà táo. Ai ra, Lâm Tú Tài đi như thế nào đâu? Hắn không phải nói không ai khai được sao? Như thế nào đều bị người khai? Đó là hắn thổi, ngươi thật đúng là tin. Chính là, hắn đương lang quế sẽ cô nương đều là bình thường đâu. Đỗ Quyên nghe thấy các tiểu cô nương mồm năm miệng mười nói chút hả giận cùng trào phúng nói, trong lòng lột bột một chút, quả thấy Lâm Xuân bước chân một đốn, thân mình cương một cái chớp mắt, lại không quay đầu lại, mà là nhanh hơn bước chân rời đi, tức khắc chung quanh tiếng cười lớn hơn nữa. Kia tiêu điều bóng dáng gắng gượng, chống đỡ, biến mất ở viện cửa. Đỗ Quyên nước mắt đôi đầy hốc mắt, liền phải không màng tất cả xông lên đi kêu hồi hắn, hoặc là đứng ra hướng mọi người tuyên cáo, nàng chính là Tinh An quận chúa, trừ bỏ nàng, nơi này không ai có thể mở ra hắn hộp. Lúc này công khai thân phận thế nào? Hậu quả thế nào? Nàng cảm thấy đầu óc một đoàn hồ đồ, đều tưởng không rõ ràng lắm. Liền ở nàng do dự đương khẩu, Lâm Xuân sớm đi không thấy. Đỗ Quyên mắt một bế, trên mặt lăn xuống hai giọt nước mắt. Lâm Xuân, hắn như thế nào chịu được? Kia hộp trang điểm tuyệt không chỉ là cung nữ tử trang điểm dùng hộp, chính là tập thư pháp, hội họa, điêu khắc cùng cơ quan với nhất thể tác phẩm nghệ thuật, còn có bên trong những cái đó bản vẽ, liền hoàng thượng cũng không dám cưỡng bức hắn, chỉ mệnh thẩm tế tử đám người tiếp thu ý kiến quần chúng khai hộp. Lâm Xuân hôm nay là tưởng dựa nó tới tránh vinh quang, chính là lại bị nàng một tay cấp phá hủy. Trương Khuê hồi kinh, hắn nhất định đã biết nàng bị bắt sự. Như vậy hôm nay sẽ thượng mở ra hộp liền không phải là nàng. Này so cái gì đều càng dễ dàng đả kích hắn. Chính thương tâm khổ sở, thiên bảng cửa sổ nội truyền ra vài vị phu nhân bình Lâm Xuân thanh âm, quá tuổi trẻ, sẽ chút điêu trùng mạt kỹ, hứng thú đến không biết trời cao đất dày. Này lan quế sẽ tuy là cấp các tiểu cô nương chơi, nhiên các nàng cái nào không phải bị danh sư dạy dỗ nhiều ít năm, hắn liền dám xem thường. Rốt cuộc xuất thân nhà nghèo, chưa hiểu việc đời, tầm mắt hẹp cũng khó trách. Điêu trùng mạt kỹ, thật là so ở nông thôn xuẩn phụ còn vô tri. Đỗ Quyên trong lòng cười lạnh đáp lại. Nguyên lai ngươi đối hắn động tâm, trách không được như vậy hiểu biết hắn, có thể khai hắn hộp, còn làm nha đầu đối hắn nói những lời này đó. Đáng tiếc thực, ngươi đối hắn này phân tình nghĩa muốn nước chảy về biển đông. Tần Yên ra tới, thấy Đỗ Quyên rơi lệ trong lòng vừa động, ở nàng bên tai nhẹ ngữ. Đỗ Quyên hiện tại tâm tình thật không tốt, tương đương không tốt. Nàng xoay người mặt hướng Tần Yên, trên mặt còn mang theo nước mắt, cũng không lau đi, cũng không xấu hổ che giấu, liền như vậy mỉm cười để sát vào mặt nàng bàng. Nhìn chăm chú nàng đôi mắt nhẹ giọng hỏi, ngươi thật là hoàng thượng cháu gái, như vậy hẹp hòi tự cho là đúng, cố tình còn giả bộ một bộ đoan trang đại khí bộ dáng, ngươi có biết hay không chính mình nhìn qua thực buồn cười. Tần Yên nhìn Đỗ Quyên khiếp sợ vạn phần. Nàng giương tay ngừng muốn phát tác thị nữ, lại lần nữa đánh giá Đỗ Quyên. Nàng nhưng không ngu, không có người dám như vậy đối nàng nói chuyện. Dám như vậy đối nàng nói chuyện, nhất định không phải người bình thường. Cho nên, nàng thế nhưng không giống lúc trước tức giận như vậy, tương phản rất bình tĩnh. Không bình tĩnh cũng không được. Đỗ Quyên là đối nàng lỗ tai nhẹ giọng nói, nàng chẳng lẽ muốn gào ra tới gọi người phân xử, sau đó trước mặt mọi người trừng trị nàng. Liền tính nàng tức giận, nhưng xem Đỗ Quyên kia không có sợ hãi bộ dáng, nàng thật sự sợ không chuẩn nàng địa vị, cũng không dám dễ dàng phát tác. Đỗ Quyên cũng không để ý nàng, nói xong xoay người liền đi. Triệu Tình đồng tình mà nhìn Tần Yên liếc mắt một cái, tâm nói cái này ngươi nhưng có đối thủ. Bàng quan người chỉ thấy hai người bọn nàng mỉm cười nói nhỏ,
sau đó áo vàng nữ tử ngang nhiên đi rồi. Tần Yên lại sắc mặt phát trầm, liền đều biết các nàng lại đúng rồi một trận, hơn nữa Tần Yên vẫn như cũ không chiếm được hảo. Tần Dễ An nhìn Đỗ Quyên hai mắt lấp lánh, do dự mà đi hướng nàng, nhiên thấy nàng sắc mặt không bằng phía trước trong sáng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, liền lại dừng lại. Nhiên nàng tổng ức chế không được muốn đi đánh giá Đỗ Quyên. Lâm Xuân nói hắn hộp trừ bỏ Tĩnh An quận chúa không ai có thể mở ra, chính là cái này áo vàng nữ tử thế nhưng mở ra, nàng đối mặt Tần Yên tỉ tỉ lại không hề nhút nhát chi sắc, còn có tối hôm qua thượng, nàng trùng hợp hà nghe thấy phụ thân cùng người ta nói lời nói, mới biết Tĩnh An quận chúa bị người bắt đi, như vậy nữ tử này có thể hay không? Lúc này, lại có một vị thiếu nữ đi lên trong viện viên đàn, ngồi ở bàn con trước, bắt đầu đàn tỉ bà, toàn bộ đại viện liền an tĩnh lại. Đỗ Quyên ở đông sườn thính góc ngồi, yên lặng lắng nghe. Triệu Tình cũng nhìn ra nàng tâm tình không tốt, không dám nói lời nào. Cũng không biết qua nhiều ít thời điểm, liền nghe chủ khảo thẩm phu nhân bên người thị nữ dương giọng hỏi, Vương Quân, nên Vương Quân cô nương lên sân khấu. Triệu Tình vội vàng đẩy Đỗ Quyên một chút, nàng mới từ trầm tư trung tỉnh lại. Nghe thấy đến phiên chính mình, hơn nữa là cuối cùng một cái, nàng trịnh trọng tiến lên hành lễ, nói, vãn bối thổi tiêu. Thẩm phu nhân mỉm cười gật đầu, nói, đi thôi. Đỗ Quyên liền ở trước mắt bao người, phiêu nhiên thượng viên đàn. Khi đó, nàng trong đầu Lâm Xuân Tiêu điều thân ảnh vẫn như cũ vứt đi không được. Đem ống tiêu đặt ở bên miệng, mắt một bế, ngưng thần tinh khí thổi lên. Tức khắc một sợi gai nhọn tiêu âm phảng phất xé rách bầu trời xuyên qua mà đến, thẳng rót nhập quế bên trong vườn ngoại, trên núi dưới núi mọi người màng nhĩ, dài lâu mà lại kéo dài không dứt ngăn, một chút triển hướng người trái tim, thúc dục đến người ngũ tạng đều băng, nước mắt rơi như mưa. Vương chừng cả người chấn động, trong mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói, ta lại thua rồi. Khó khăn tiếng tiêu kết thúc, lại không có bên dưới. Đại gia tập trung nhìn vào, chỉ thấy Đỗ Quyên phi thân nhảy lên tới gần mái hiên một cây cây quế, lại một thả người, lại thượng nóc nhà. Các nàng đều giật mình không thôi, vội chạy xuống sân, ngửa đầu xem nàng muốn như thế nào. Khi đó, đối diện trong phòng thẩm từ nho đám người cũng đều ra tới, đứng ở hành lang hà nhìn về phía bên này. Nguyên lai Đỗ Quyên hôm nay võ so đoạt giải quán quân, lại thuận lợi mở ra hộp trang điểm. Tâm tình vừa lúc, nhiên Lâm Xuân lại bị người trào phúng bị thương mà đi, nàng mắt thấy lại không cách nào, bởi vậy trong lòng khổ sở không thôi. Đúng lúc này, Tần Yên đụng phải tới nói một phen lời nói, xúc động nàng tâm địa. Liền không chút khách khí mà phát tác một đốn, hiện giờ tức giận còn chưa tẫn, đang muốn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng đâu, liền đến phiên nàng lên sân khấu. Nàng trước ngồi ở trong viện thổi, chỉ cảm thấy lòng ra không thoải mái, vì thế thượng nóc nhà. Đứng ở trên nóc nhà, ngày mùa thu trời cao đất rộng, tùng sơn trên dưới du khách như kiến, phía tây hoàng thành nguy nga tùng trì, nàng chậm rãi định hạ tâm tới, lại lần nữa đem ống tiêu phóng tới bên miệng. Lúc này trong viện viện ngoại mọi người đều nhìn lên nàng, lặng lặng chờ đợi. Nàng thổi không phải bất luận cái gì một đầu danh khúc, nàng thổi chính là chính mình mưu trí lịch trình. Từ xuyên qua thời không rớt xuống Tuyền Thủy thôn bắt đầu, kéo ra nàng nhân sinh mở màn. Một năm bốn mùa sương mù lượn lờ Tuyền Thủy thôn, như mộng như ảo, gà gáy khuyển phệ, khắc khẩu va chạm nông gia sinh hoạt, là nàng kiếp này vượt qua khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Trong trí nhớ, liền hoàng lão cha cùng hoàng đại nương gương mặt đều hiền lành lên. Kia ấm áp, giống nước suối hà giống nhau hàng năm chảy xuôi, kéo dài không thôi. Có long trời lở đất mở đầu, người nghe lại bị này ấm áp vây quanh, trong lúc nhất thời như chỗ cảnh trong mơ. Chính mộng đến không nghĩ tỉnh thời điểm, tiếng tiêu chuyển hướng réo rắt thảm thiết, giống như lạc đơn cô nhạc, kêu đến chín khúc ruột hồi. Lặp lại xoay quanh, quay lại, sau đó một tiếng thật dài rên rỉ, từ trên cao ngã xuống. Thở dài sau, cực tế thanh tuyền tấu vang, trong thiên địa nảy mầm một tia xuân ý. Lúc này làn điệu pha tựa bình xa lạc nhạc, lưu sướng du dương tiếng tiêu suy diễn đàn nhạc trên dưới tung bay, bay lượn nhìn trước ngó sau tình cảnh,
bày ra cổ xưa cùng ngăn cách trần tục thế ngoại đào viên phong cảnh, lệnh người thản nhiên hướng về. Chính luân ham hết sức, tiếng tiêu đột nhiên cất cao, thẳng cắm phía chân trời, thanh âm cũng hồn hậu dồn dập lên, tràn ngập tiêu sát cùng phẫn nộ đấu tranh. Phút chốc ngươi tiếng tiêu lại từ trên cao chảy xuống, giống như sao băng rơi vào khe sâu, hối nhập một cổ nước lũ, rít gào lao nhanh đi xa. Nhiên đến tận đây vẫn chưa kết thúc, tiếng tiêu chợt cao chợt thấp, chợt khinh thường trọng, như một diệp thuyền con ở nơi đầu sóng ngọn gió phập phồng. Này trung gian, nồng đậm bi phẫn tùy theo phát tiết ra tới, quặc chủ người nghe tâm thần. Thẩm Từ Nho nhìn đứng ở nóc nhà thiếu nữ, thập phần kinh dị, không biết nàng còn tuổi nhỏ có thể nào thổi ra như thế phức tạp khúc, ấm áp yên lặng có chi, ai uyển thê oán có chi, thản nhiên vui sướng có chi, đại khí hào hùng có chi. Còn đang nghi hoặc, tiếng tiêu lại chuyển, phảng phất đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhằm phía trời cao, sau đó đổ xuống nhất phái quảng đại tường hòa khí tượng. Hảo vừa ra, tiềm long đằng uyên, vẩy và móng phi dương. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, sáng lặng ánh nắng chiều từ hoàng thành lấy tây chiếu xạ qua tới, cấp trên nóc nhà thiếu nữ trên người mà một tầng mỹ lệ kim quang. Nàng đón kia dạng mây đỏ phất phới, liền như đón sơ thăng mặt trời mới mọc, tiếp tục thổi huy hoàng âm thanh của tự nhiên. Liền ở từ trên xuống dưới trường ra một hơi thời điểm, đột nhiên sinh ra biến cố. Này muốn từ Nhậm Tam Hòa vào kinh nói lên, hắn cùng như gió sau giờ ngó tiến thành, chính nguyên đế tự mình triệu kiến hắn, dò hỏi Tinh An quận chúa bị bắt cùng truy tung trải qua. Nhậm Tam Hòa nhất nhất đúng sự thật hồi bẩm. Nghe nói như gió một đường theo Tinh An quận chúa hơi thở đuổi tới kinh thành tới, chính là kinh thành biển người mênh mang. Nó vào thành liền mất phương hướng, không biết sở hướng, chính nguyên đế đã kinh ngạc lại tiếc hận không thôi. Lão hoàng đế nhìn uy phong lấm lấm như gió, trong lòng ngứa. Hắn thử mà đến gần nó, còn sờ soạng nó một chút, nó thế nhưng không có tức giận, cái này làm cho hắn đại hỉ. Liên Nhiệm Tam Hòa cũng kinh ngạc, nói như gió không cho người sống tới gần. Hầu hạ thái giám vội vàng vuốt mông ngựa, nói, thánh thượng thiên tử chi uy, tự nhiên có thể phục hổ. Nghe được chính nguyên đế lòng mang đại duyệt, liền phải Nhậm Tam Hòa đem như gió lưu tại trong cung. Nhậm Tam Hòa tuy rằng khó xử, cũng không dám làm trái thánh ý, chỉ dặn dò nói chớ chọc giận nó, chỉ cần không chọc giận nó, như gió là sẽ không đả thương người. Chính nguyên đế miệng đầy đáp ứng. Chờ Nhậm Tam Hòa đi rồi, chính nguyên đế sai người lấy thịt tươi tơi uy như gió. Như gió quả thực thực cấp hoàng đế mặt mũi, thái giám bọn thị vệ tới gần nó là không thành. Lão hoàng đế sờ nó đối nó nói chuyện đều dùng được, này làm hắn kích động không thể tự giữ. Đáng tiếc như gió sẽ không nói, nếu có thể nói, liền sẽ nói cho hắn, nó xem hắn thuận mắt là bởi vì hắn trên người ăn mặc thêu thanh long minh hoàng long bào, mà Đỗ Quyên liền ái xuyên áo vàng thường, trừ bỏ minh hoàng, phàm là việc đời thượng có bán màu vàng nàng đều xuyên qua. Không biết chính nguyên đế nghe xong làm gì cảm tưởng, nhưng là, như gió vĩnh viễn sẽ không nói cho hắn lời này. Lão hoàng đế tâm tình một hảo, liền nghĩ ra đi lưu lão hổ. Nghĩ Tùng Sơn chính cử hành lan quế sẽ, không bằng mang như gió đi hoàng thành đông môn lâu nhìn náo nhiệt đi. Này vừa động niệm, hầu hạ người đã có thể vội, quang long cấm vệ liền triệu tập vài trăm người. Tuy nói này hổ không đả thương người, nhưng tổng muốn phòng bị không phải. Đương mênh mông cuồn cuộn một đám người mang theo lão hổ đi vào hoàng thành đông môn lâu, đúng là đối diện Tùng Sơn thượng Đỗ Quyên thổi lên ống tiêu là lúc, vì thế trên dưới đều im tiếng yên lặng, lắng nghe nhạc khúc. Lệnh người kinh ngạc chính là, như gió cũng ở bên nhĩ lắng nghe, phảng phất còn thực chuyên chú. Chính nguyên đế cùng các phi tần liên tục lấy làm kỳ. Nghe được trung gian, như gió bỗng nhiên lông tóc đều dựng, hướng về phía đối diện Tùng Sơn liền giống lên một tiếng, hơn nữa tại chỗ đảo quanh, một bộ muốn tìm lộ hạ thành lâu bộ dáng. Chính nguyên đế khó hiểu, lại ẩn ẩn có chút suy đoán, kiệt lực trấn an nó, lại kêu lên một cái thái giám phân phó nói, đi. Hỏi một chút chính thổi khúc chính là nhà ai cô nương. Kia thái giám vội đáp ứng rồi, quay đầu lánh hai cái tiểu thái giám hạ thành đi. Như gió nghe không hiểu tiếng người,
không được hạ thành, liền cuồng táo lên. Đúng lúc này, bên kia Đỗ Quyên bỗng nhiên cất cao tiêu âm, nó lập tức không đảo quanh, thả người nhảy lên lỗ châu mai, ở một mảnh tiếng kinh hô chung, thay đổi lão hổ mông, bốn chảo moi chủ mặt tường, liền như vậy trên đầu đuôi hạ hướng tường thành hạ lưu đi. Chính nguyên đế cùng các phi tần nằm ở trên tường thành, xem đến trợn mắt há hốt mồm. Mắt thấy lão hổ liền phải ngã xuống mà, nó lại quay đầu tới cái hổ phát, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Rơi xuống đất sau tức chiều Tùng Sơn phương hướng chạy như điên, một đường gào giống, cả kinh ven đường du khách run rẩy không ngừng. Chính nguyên đế khẩn trương, lệnh long cấm vệ phó tướng quân Lưu Siêu, tức khắc dẫn người đuổi theo. Truyền chấm ý chỉ, bất luận kẻ nào không được thương tổn thần hổ, người vi phạm chém đầu. Lưu Siêu lớn tiếng hẳn là, bay nhanh dẫn người đi. Chờ bọn họ ra hoàng thành, đã lạc hậu như gió một mảng lớn. Lưu Siêu mệnh một bộ phận người chờ dẫn ngựa, hắn tự mang thân thủ mạnh mẽ khi trước đuổi theo, một đường hô lớn, hoàng thượng có chỉ, không được thương tổn thần hổ. Nghe người khóc không ra nước mắt, không được thương tổn lão hổ, kia nếu là hổ đã thương người đâu. Nguyên lai như gió đã tới rồi Tùng Sơn dưới chân. Nơi đó du khách như nước, đang ở vui vẻ thời điểm, bỗng nhiên một con sặc sỡ mãnh hổ vọt lại đây. Cả kinh cả trai lẫn gái kêu cha gọi mẹ, điên rồi giống nhau tứ tán buôn đào, chỉ hận thiếu sinh hai cái đùi. Ở giữa té ngã dẫm thương không biết nhiều ít, thậm chí sợ tới mức đái trong quần hoặc là ngất xỉu đi đều có. Đến nỗi như gió chỉ lo chạy như điên, căn bản không đả thương người, ai chú ý tới. Tới rồi quế viên cửa, chờ ở ngoài cửa nghe khúc có không ít vương tôn công tử, tốt xấu xuất thân danh môn thế gia. Cưỡi ngựa bắn cung võ công đó là nhất định phải học. Thấy như gió tới, có gan lớn dũng cảm, hô bằng dẫn bạn liền phải tiến lên phục hổ. Nhiên còn không có động thủ đã bị người kéo lại, kêu hắn nghe xong mặt tiếng la. Đúng là Lưu Siêu chạy như bay tới, hô lớn, hoàng thượng có chỉ, không được thương tổn thần hổ. Mọi người do dự, liền ở cái lời thánh chỉ cùng bị lão hổ ăn luôn giữa hai bên gian nan lựa chọn khi, kia như gió sớm đã đi vào tường viện biên. Nó lý đều không để ý tới bọn họ, lại đối với kia tường viện bày cái dự bị tư thế, đem thân mình lược chiều sau ngồi xổm, sau đó bay lên không nhảy, liền nhảy lên đầu tường. Mọi người xem đến trọng mắt đều không xoay, lẩm bẩm nói, nó muốn đi đâu? Như gió không có nhảy vào sân, mà là ở đầu tường nhảy lên, tam thọ án hai thọ án, liền thượng xương phòng nóc nhà. Sau đó hướng chính phòng nóc nhà chạy đi. Khi đó nó cao hứng cực kỳ, một tiếng tiếp một tiếng gầm rú. Đi vào Đỗ Quyên bên người, Đỗ Quyên vừa lúc thổi xong, nó lập tức đứng dậy, đem hai chỉ chân trước đáp ở mỹ nhân trên vai, cái đầu để sát vào mỹ nhân khuôn mặt, có a có a có a. Các thiếu niên xem đến hai mắt say xe, cảm giác phân không rõ thật huyễn. Trong viện càng là loạn thành một nồi cháo. Kia mảnh mai nhát gan thiếu nữ cùng phu nhân, lúc ấy liền té xỉu. Trịnh Minh Mông tướng quân khẩn trương mà uống ra lệnh cho thủ hạ nữ binh, đồng loạt tập trung đến giữa sân. Trương cung cài tên nhắm ngay nóc nhà, một mặt kêu, vương cô nương, ngươi đừng sợ. Nàng cũng không nghĩ, Đỗ Quyên chính là đoạt võ so tú cầu. Đỗ Quyên vội chiều vạt áo tay, nói, đại nhân đừng bắn. Này hổ là ta dưỡng, sẽ không đả thương người. Nếu là bắn nó, chọc giận nó liền phải đả thương người. Nàng vừa nhìn thấy như gió, liền biết thân phận giấu không được. Cũng hảo, là nên công bố lúc. Nàng quải hảo ống tiêu, sau đó đối với hoàng thành phương hướng lên tiếng thét dài. Như gió thấy thế, cũng ngẩng đầu hướng thiên trường khiếu, thanh lôi quần cuột, khí thế ngất trời. Này thanh thế, đem trên núi dưới núi. Trong viện viện ngoại liên can người đều chấn trụ, trong thiên địa bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía ngang nhiên đứng ở nóc nhà thiếu nữ cùng mãnh hổ. Các bá tánh đầy mặt kính sợ, thiếu niên tài tuấn nhóm cho đã mắt si mê, các thiếu nữ cho đã mắt dại ra. Lưu Siêu thẳng nhập quế viên, trước cùng Trịnh Minh Mông tiếp đón một tiếng, sau đó ngưỡng mặt triều thượng đối Đỗ Quyên ôm quyền nói, thánh thượng khẩu dụ, hỏi thổi tiêu cô nương là nhà ai thiên kim.
lúc trước phụng chỉ tới hỏi chuyện thái giám còn không có đuổi tới đâu. Đỗ Quyên cúi đầu, yên lặng nhìn hắn một hồi lâu, mới để khí cao giọng đáp, ta nãi Tĩnh An quận chúa. Kêu xong sau, kia thanh thúy thanh âm còn ở đỉnh núi quanh quẩn. Lưu Siêu ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không biết Tĩnh An quận chúa bị bắt tin tức, không biết trước mắt quận chúa là thật là giả, liền do dự lên, muốn hay không mang nàng đi gặp hoàng thượng đâu. Cùng hắn phản ứng trì độn bất đồng, trong viện quý nữ nhóm cùng viện ngoại thế gia đệ tử đều ầm ầm nổ tung, phản ứng khác nhau. Tần Yên thân mình lắc lắc, lại không thể bảo trì trầm ổn, sắc mặt trắng bệch. Tần Dễ An nhẹ giọng nói, quả nhiên là Đỗ Quyên tỷ tỷ tới. Tần Hòa tắc cả kinh nói không ra lời, Tần Nga hơi hơi phát run. Vương Trừng lẩm bẩm nói, trách không được. Trương đều nghi trừng mắt Triệu Tình, cắn răng nói, là ngươi. Triệu Tình vội vàng chạy đi, không phải ta. Nàng lại không rảnh lo thân cha công đạo nói cái gì bại lộ liền các chạy các lộ, lúc này nàng như thế nào có thể ném xuống quận chúa một người đi đâu, kia quá không trượng nghĩa. Cho nên, tiểu cô nương cũng không trang, thả người liền thượng cây quế, lại hướng trên nóc nhà kêu lên, quận chúa. Đỗ Quyên rút ra bên hông roi mềm ném hướng nàng, đem nàng kéo lên nóc nhà. Triệu Tình chờ đứng vững sau, thấp giọng hỏi nói, quận chúa, làm sao bây giờ? Đỗ Quyên vừa muốn nói chuyện, hoàng thành phương hướng liên tục bay tới tam kỵ, đều là long cấm vệ phục sức. Khi trước một người cao giọng quát, hoàng thượng có chỉ, truyền Tĩnh An quận chúa tiến cung. Một tiếng chưa ngăn, mặt sau tiếng la lại khởi, liên tục chồng lên. Này khởi bỉ lạc, ba người phóng ngựa chạy như bay, đảo mắt tới rồi quế viên trước cửa. Lưu Siêu nghe xong, lập tức quỳ xuống ôm quyền nói, vi thần cung thỉnh quận chúa. Thẩm Từ Nho đám người vội đều lại đây chào hỏi, chúng quý nữ cũng đồng loạt đi đến trong viện ngồi xổm thân hành lễ, liền Tần Yên đều không ngoại lệ. Ai làm nàng còn không có thụ phong đâu. Tiến cung. Đỗ Quyên cười lạnh, nàng vì cái gì muốn vào cung? Nàng nói khe với Triệu Tình thì thầm một trận, Triệu Tình liên tục gật đầu. Sau đó, Đỗ Quyên đối phía dưới phất tay nói, đều đứng lên đi. Nói xong, lại không xem bọn họ, một tay giữ chặt Triệu Tình, lại quát một tiếng như gió, liền hướng đông sương nóc nhà chạy đi. Vòng qua đông sương, mấy cái lên xuống liền nhảy đến viện ngoại. Rơi xuống đất sau, đối Triệu Tình nói, đi. Thế nhưng xoay người cưỡi lên như gió, hướng bắc chạy đi. Triệu Tình cùng nàng không phải một phương hướng, nàng phải về nhà. Lưu Siêu đuổi ra viện tới, dập chân hô to, quận chúa, hoàng thành ở bên kia. Giọng nói đều kêu phá, Tĩnh An quận chúa cũng không quay đầu lại. Hắn liền khẩn trương lên, nhớ tới hoàng thượng mệnh hắn truyền khẩu dụ không chuẩn thương tổn thần hổ. Thần hổ không thể thương tổn, quận chúa tự nhiên càng không thể thương tổn. Chính là Tĩnh An quận chúa cưỡi lão hổ hướng kinh thành chợ trung tâm đi, cái kia hậu quả. Nghĩ vậy, hắn không bao giờ có thể chấn định, đối vừa tới tuyên Triệu Tĩnh An quận chúa long cấm vệ quát to, mau đi bẩm báo hoàng thượng, liền nói quận chúa cưỡi lão hổ lên phố. Nói xong, đoạt lấy một con ngựa nhảy lên lưng ngựa, hướng tới Đỗ Quyên đi phương hướng truy đi xuống. Kia mấy cái long cấm vệ cũng chạy như bay hồi hoàng thành. Viện ngoại, vô số thiếu niên nhìn Đỗ Quyên bay nhanh mà đi bóng dáng dại ra. Kỵ lão hổ quận chúa. Bỗng nhiên, cũng không biết là ai đi đầu. Đại gia ầm ầm đứng dậy đuổi theo. Truy phương hướng, đúng là Đỗ Quyên đi phương hướng. Mang mã tới, tự nhiên cưỡi ngựa truy, mã đặt ở nơi khác, liên thanh kêu kéo mã tới, không mã, ném ra hai chân chạy như bay. Trương Đều Nghi cũng ra sân, đuổi theo Triệu Tình đi. Một mặt truy, một mặt oán hận mà cắn răng, chuyện lớn như vậy đều không nói cho ta, một người vụng trộm chơi. Nàng nha hoàn tắc đi theo nàng phía sau truy. Mà những cái đó bá tánh đã trải qua như gió kinh hách sau, khó khăn biết rõ kia lão hổ là Tĩnh An quận chúa dưỡng, sợ hãi tâm vừa đi, lòng hiếu kỳ dâng lên, cũng đều sôi nổi xuống núi hướng trong thành chạy đến. Chính Nguyên Đế nghe nói Tĩnh An quận chúa không chịu kiến giá,
cưỡi lão hổ lên phố. Trước tức giận, đi theo kinh hãi, sau đó lại nghĩ đến hậu quả, lại khẩn trương. Hắn phái ra hơn 10 bát long cấm vệ, phân công nhau đi đối tuần thành canh gác hổ cấm vệ truyền chỉ, không được đối quận chúa cùng thần hổ xa kích, còn có khuyên quận chúa tiến cung. Một bát bát long cấm vệ ra cung sau, hắn liền ở ngự thư phòng chờ đợi tin tức. Không biết vì sao, hắn tổng giác tâm thần không yên. Bỗng nhiên nhớ tới Trương Khuê, vội lại sai người truyền chỉ, làm Trương Khuê đuổi theo quận chúa. Lại nói Đỗ Quyên, cưỡi như gió rời đi Tùng Sơn, thẳng đến kinh thành phố xá sấm ớt trung tâm. Liền tính bên đường vẫn chưa va chạm bất luận kẻ nào, cũng cả kinh gà bay chó sủa, người hô ngựa hí. Này tình hình nàng sớm đoán trước tới rồi, cũng không tưởng nhiễu dân, bởi vậy vừa đến phòng ốc dày đặc địa phương, liền nhảy xuống hổ bối, phi tho án thượng phòng đỉnh. Như gió cũng đi theo thượng nóc nhà. Một người một hổ liền như vậy ở duyên phố trên nóc nhà chạy gấp, tức khắc oanh động kinh thành, dẫn tới vạn dân nhìn lên, tiếng kinh hô, cúng bái thanh, kêu thảm thiết buôn đào thanh, mãn thành ồ lên. Mà ở trên đường phố, Lưu Siêu tướng quân mang theo long cấm vệ vẫn luôn cao giọng tuyên bố hoàng thượng ý chỉ. E sợ cho có người thương tổn quận chúa cùng thần hổ, chính nguyên đế sau phái tơi long cấm vệ cũng khắp nơi truyền chỉ, hiểu dụ hổ cấm vệ quan binh, không được thương tổn tinh an quận chúa. Càng có vô số vương tôn công tử cùng thế gia đệ tử, cùng với muôn hình muôn vẻ thiếu niên đi theo tinh an quận chúa chạy. Tinh an quận chúa tại thượng, bọn họ tại hạ. Tinh an quận chúa đi đâu, bọn họ cũng chuyển hướng cái kia phố. Như vậy thanh thế, các hoàng tử phủ thực mau đều được tin. Dũng thân vương phủ, Dũng thân vương từ trên giường bắn ra dựng lên, cái gì? Tiếp theo, Nhậm Tam Hòa, Trương Khuê cùng Lâm Xuân trước sau bị triệu đi. Trương Khuê là tới xem Nhậm Tam Hòa, cũng hỏi thăm Đỗ Quyên tin tức. Nghe xong Dũng thân vương phân phó, Nhậm Tam Hòa cùng Trương Khuê lập tức dẫn người phong giống nhau cuốn ra phủ, hướng trên đường chạy đến. Lâm Xuân từ Quế Viên trở về, tâm tình chìm tới cực điểm, đem chính mình nhốt ở trong phòng không thấy người. Bởi vậy, Dũng thân vương kêu hắn, hắn liền đi đến đã muộn. Chờ nghe nói ngọn nguồn sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, biết hôm nay cởi bỏ hộp trang điểm chính là Đỗ Quyên, thoáng chốc trong lòng ánh mặt trời sáng lạn, khói mù trở thành hư không. Hắn đối Dũng thân vương nói, vương gia yên tâm, học sinh này liền đi tìm nàng. Dũng thân vương trầm giọng nói, ngươi trước ẩn ở nơi tối tăm bảo hộ nàng, được cơ hội lại khuyên nàng trở về. Lâm Xuân kìm nén không được vui sướng tâm tình, ngẩng thanh đạo, là. Sau đó không đợi Dũng thân vương nói chuyện, xoay người liền chạy như bay mà đi. Dũng thân vương chờ hắn đi rồi, mới đối phía sau mệnh lệnh nói, đem người đều phái ra đi, cho bổn vương tiểu tâm bảo hộ, đừng thò đầu ra, làm nàng cho rằng các ngươi yếu hại nàng. Chỉ cần nàng không có việc gì, tùy nàng làm gì, đem kinh thành nháo phiên thiên cũng không cần lo cho. Thuộc hạ tuân mệnh. Không biết cái nào góc truyền đến thanh âm. Dũng thân vương đi theo nói, chậm đã. Còn có một chuyện, muốn mỗi cách nửa khắc trung phái người trở về báo tin. Bổn vương muốn tùy thời biết tình huống của nàng. Là, vương gia. Trong phòng lúc này mới an tĩnh lại. Dũng thân vương đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài xuất thần. Thái dương đã lạc sơn, sắc trời liền phải chuyển ám. Trời tối sau, đúng là quỷ mị quỷ quái hoạt động thời cơ. Phía sau bỗng nhiên có cửa mở khải thanh, có người không biết từ nào đi ra. Đừng lo lắng, một thanh âm nói. Nàng liền ta cũng không tin, đến kinh thành thế nhưng không tới tìm ta, nàng không tin ta. Dũng thân vương thanh âm tràn ngập nồng đậm cô đơn, còn có chút ảm ếch. Phía sau người không có ra tiếng, trong phòng dị thường an tĩnh. Đã lâu, thanh âm kia mới nói, cẩn thận chút cũng hảo. Dũng thân vương lại chưa ra tiếng. Trừ Dũng thân vương phủ ngoại, thuận quận vương phủ chờ mặt khác hoàng tử trong phủ đều được tin tức, đều sôi nổi phái ra nhân thủ. Kinh thành phương diện tuy rằng kiệt lực giấu giếm Đỗ Quyên bị kiếp tin tức, nhiên nàng bị người bịt mặt bắt đi khi,
Tuyền Thủy Thôn cùng Cây Lê Mương Thôn thôn dân dốc toàn bộ lực lượng, Trương Khuê Cảng từ Sơn Dương huyện Nha Triệu tập nhân thủ hiệp trợ, bởi vậy thuận quận vương đám người thực mau phải đến Kinh Châu phương diện truyền lại tơi tin tức. Thuận quận vương thân thể chưa khỏi hẳn, tức giận đến bệnh càng thêm bệnh. Đây là cái nào vương bát dê con làm chuyện tốt, lao bát tính đến bổn vương trên đầu. Hiện giờ này chất nữ không biết như thế nào tới kinh thành, hắn đương nhiên muốn đục nước béo cò. Lại nói Đỗ Quyên, mang theo như gió ở trên nóc nhà chạy gấp, từ này gian phòng đến kia gian phòng, từ này phố đến cái kia phố. Cái gì nóc nhà, cây cối, tường cao, lều đỉnh, phàm là có một chút có thể mượn lực địa phương nàng là có thể đạp bộ bay vọt, thế nhưng ở kinh thành không chung đâu lấy phân chuồng tử tới. Các bá tánh xem đến thú vị, cao giọng reo hò. Đánh giá ồn ào đến toàn bộ kinh thành đều đã biết. Đỗ Quyên mới chạy đến mục đích địa. Lúc này, không chỉ có Nhậm Tam Hòa cùng Lâm Xuân đám người đuổi theo, mặt khác các hoàng tử phủ người cũng đều tới, đều không biết nàng muốn làm gì. Đỗ Quyên là hướng Hồ gia chủ cảnh thái lộ đi. Nàng muốn tìm Hồ giám. Hồ giám nhân trên người có rất nhiều ngoại thương, tuy âm thầm điều dưỡng nhiều ngày, chưa khỏi hẳn. Nhiên hắn bên ngoài lâu ngày, khó khăn hồi kinh, thiếu niên các bằng hữu gặp nhau khó tránh khỏi đua rượu, hắn luôn là chống đẩy cũng không thích hợp, đơn giản cao ốm ở nhà. Đỗ Quyên kỵ hổ ở kinh thành giữa không trung chạy gấp, khiến cho oanh động, hắn cũng trước tiên đã biết, lập tức tới rồi xem đến tột cùng. Đỗ Quyên đối hắn có thể nói khắc cốt minh tâm, dưới chân đường phố dòng người mãnh liệt, hỗn loạn bất kham, thiên nàng liếc mắt một cái liền thấy hắn, lập tức đuổi giết lại đây. Hồ giám thấy nàng người tới không có ý tốt, trong lòng kinh dị, còn y tuần thấy. Nhưng Đỗ Quyên đối mặt liền hạ sát thủ, thế nhưng muốn hắn mệnh. Hồ giám kinh ngạc trốn tránh, một bên cao giọng nói, quận chúa đây là cớ gì? Đỗ Quyên cũng không nói lời nào, ở người tùng trung truy hắn. Như gió cũng nhảy xuống đường phố, cả kinh mặt đường thượng nhân sôi nổi lui về phía sau không ngừng. Lưu Siêu chờ Long Cấm vệ lại hô to không chuẩn thương tổn thần hồ, uống mệnh bá tánh lui tiến cửa hàng cùng nhà mình nhà ở. Hồ giám thấy Đỗ Quyên không chịu thôi, trong lòng thế nhưng trào ra sợ hãi. Hắn biên hướng người nhiều địa phương chạy, biên khẩn trương suy tư. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến đối sách. Lập tức, hắn nương một gian lùn cửa hàng cũng bay lên nóc nhà, ở trên nóc nhà phi trốn, một bên hô to, quận chúa vì sao phải sát thuộc hạ. Đỗ Quyên không đáp, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Như gió càng là điên cuồng buôn nhảy, đó là hai con phố cách xa nhau một hai trượng xa. Nó cũng có thể thả người nhảy qua đi, đem xuống núi mãnh hổ sức mạnh bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đầy đường bá tánh cùng quan binh liền thấy Tĩnh An quận chúa cùng thần hổ điên cuồng đuổi giết một thiếu niên, không cấm dại ra. Hồ giám không nghĩ tới Đỗ Quyên khinh công như vậy cao, bị truy đến vong hồn phi tán. Chính là hắn lại vẫn như cũ không đi xuống, vẫn như cũ ở trên nóc nhà mất mạng mà chạy. Thực mau, hắn tâm nguyện đạt thành, chỗ tối có người chiều Đỗ Quyên cùng như gió bắn tên. Đỗ Quyên nhanh chóng né tránh. Tuy khó được bị bắn trúng, lại nhất thời giết không được hồ giám. Nàng trong lòng nảy sinh ác độc, nhìn chằm chằm hồ giám liên tiếp ném ám khí. Tên hỗn đản này, biết hắn nội ứng sự bị nàng phát hiện, như bây giờ là nhắc nhở 13 hoàng tử, chạy nhanh phái người giết nàng diệt khẩu. Nàng cũng quật cường thực, vẫn như cũ không chịu từ bỏ đuổi giết hồ giám. Nàng liền phải ở toàn kinh thành người trước mặt giết hắn. Như gió thấy có người bắn tên, giận dữ, thiết đuôi mánh quét, đánh rớt một con mũi tên, sau đó một tiếng trường giống, kinh động nửa cái kinh thành, liền hoàng cung lão hoàng đế đều nghe thấy được. Các bá tánh cả kinh nơm nớp lo sợ. Đỗ Quyên bỗng nhiên lên tiếng hô lớn nói, hồ, dám. Thanh âm hàm chứa cừu hận thấu xương, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hồi âm thật lâu không dứt. Hồ dám quả nhiên biến sắc. Biết hôm nay không thể thiện, chỉ mong âm thầm người xuống tay mau chút, bằng không hồ ra xong rồi, hắn cũng mơ tưởng thấy ngày mai thái dương. Âm thầm người tựa hồ nghe thấy hắn tiếng lòng, quả nhiên đuổi giết Đỗ Quyên càng hung ác.
Lưu Siêu nhìn bay múa tên bắn lén, cả kinh can đảm dục nước, mặt không còn chút máu, sự tình rốt cuộc vẫn là diễn biến đến tình trạng không thể vãn hồi. Đây là người nào? Dám ở thiên tử dưới chân, long hổ cấm vệ hoàng hậu bên trong bên đường bắn chết hoàng thượng cháu gái. Hắn một mặt chỉ huy long cấm vệ tìm tòi âm thầm đối Tĩnh An quận chúa hạ sát thủ người, một mặt phái người hướng đi chính nguyên đế bẩm báo, một mặt hô lớn, hoàng thượng có chỉ. Dám thương quận chúa giả chém đầu. Chỉ là lúc này ai chịu nghe hắn uy hiếp. May mà Nhậm Tam Hòa, Trương Khuê cùng Lâm Xuân, còn có Dung Thân Vương phủ cao thủ đều tới, liên tiếp bắt được mấy cái phóng ám tiễn người, lại không đợi ép hỏi liền khóe miệng lưu máu đen tự sát. Đỗ Quyên thiếu ràng buộc, lập tức toàn lực đuổi giết Hồ Giám. Hồ Giám quẹo vào, nàng liền siêu gần lộ đón đánh, như gió thì tại sao truy, hai mặt giáp công. Hồ Giám thấy Đỗ Quyên thế không thể đỡ, toại thay đổi đầu. Ở trong lòng hắn, như gió lại lợi hại cũng bất quá là một con hổ mà thôi, chỉ cần không gần thân liền không nguy hiểm, không giống Tĩnh An quận chúa ám khí công phu nhất lưu, hắn trên người đã trúng vài cái đinh sắt. Nhiên hắn thật sự tưởng sai rồi. Như gió là một con hổ, nhưng nó là trước sau trải qua Lâm Xuân, Đỗ Quyên cùng Nhậm Tam Hòa huấn luyện lão hổ, là một con hiểu, võ công, lão hổ. Nó thấy Đỗ Quyên như thế tức giận, lại ngửi được Hồ Giám hơi thở quen thuộc, hung áp bùng nổ, đón Hồ Giám cao cao nhảy lên, phi phát chừng một trượng rất xa, vừa lúc dừng ở Hồ Giám trước mặt, sau đó mở ra bùn máu mồm to, lộ ra thật dài hai căn răng nanh, nhắm ngay Hồ Giám phần đầu liền cắn đi xuống. Hồ Giám hoảng hốt, nghiêng đầu trốn tránh. A! Hét thảm một tiếng vang vọng thiên địa. Ngầm người ngưỡng mặt phòng nghỉ trên đỉnh vừa thấy, chỉ thấy như gió một ngụm cắn rớt Hồ Giám non nửa biên giới lô, tức khắc hít hà một hơi. Bỗng nhiên có người thét chói tai, Giám Nhi. Một cái tiểu cô nương khóc kêu, ca ca, yêu nữ, ngươi thiệt tình như rắn rết. Tiếng khóc rung trời chung, còn có người kêu to muốn bắn chết lão hổ. Nguyên lai, Hồ Giám vì mau chóng sát Đỗ Quyên, cố ý dẫn hắn hướng Hồ Gia phương hướng chạy. Hồ Gia cũng có nhân thủ, chỉ cần giết Đỗ Quyên, sở hữu hết thảy đều chết vô đối chứng, hắn liền tính bị phạt, cũng liên lụy không đến Hồ Gia cùng 13 hoàng tử. Cho nên, bọn họ bất chi bất giác liền tới rồi cảnh thái lộ Hồ Phủ. Liền ở hồ bên trong phủ trạch trên nóc nhà. Hồ Gia nữ quyến trơ mắt mà nhìn như gió cắn rớt Hồ Giám nửa bên đầu, có thể không điên cuồng. Hồ Gia loạn mũi tên tề phát, cũng mặc kệ cái gì quận chúa. Nhiên lúc này Lâm Xuân phi thân đuổi tới Đỗ Quyên bên người, vì nàng bát đi phóng tới mũi tên. Mà Trương Khuê tại hạ hét lớn, ai dám lại bắn. Nhậm Tam Hòa không chút do dự đại khai sát giới. Lưu Siêu đám người cũng đều xuất long hổ cấm vệ tới rồi, đem hồ phủ bao quanh vây quanh. Hồ Gia trên dưới khóc thét, này còn có thiên lý sao? Trương Khuê lớn tiếng nói, hết thảy chờ hoàng thượng định đoạt. Hắn biết Đỗ Quyên tuyệt không sẽ sử dụng như gió lung tung đả thương người, định là phát hiện Hồ Giám nhược điểm, trong lòng ẩn ẩn có chút ngờ vực, bởi vậy biểu tình hết sức lạnh lùng. Lưu Siêu cũng khuyên Hồ Quý Phi phụ thân bình tĩnh, nói hắn đã phái người bẩm báo hoàng thượng đi, thị phi khúc chiết chờ hoàng thượng tới phán. Đối mặt đội hình cường đại quan binh, Hồ Gia người vô pháp, hoảng sợ chờ đợi. Lại nói trên nóc nhà, bị táp tới nửa bên đầu Hồ Giám còn chưa chết đi, ngắn ngủi hôn mê sau lại đau đến tỉnh lại. Xuyên thấu qua huyết lệ mơ hồ hai mắt, ẩn ẩn thấy cái kia siêu phàm thoát tục thân ảnh, trong đầu thoảng qua lại là mấy trăm con khỉ, còn có mãng xà, hơn nữa trước mắt lão hổ, hắn không cấm sợ hãi, lại không cam lòng lại cừu hận. Yêu nữ, ngươi là yêu nữ. Hắn vĩnh viễn sẽ không cảm thấy nàng hảo đều là mê hoặc người. Đỗ Quyên nhìn hắn trạng như quỷ mị bộ dáng, có chút buồn nôn, lại có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới như gió thật sẽ cắn người. Như gió lớn như vậy còn không có ăn qua người đâu. Phảng phất vì nghiệm chứng nàng lời nói, như gió đem trong miệng nửa khối mang lông tóc ra đầu cái phun ra, một bộ không có hứng thú bộ dáng. Đỗ Quyên miệng chửu chửu.
yêu nữ, ngươi sẽ cùng ngươi nương giống nhau không chết tử tế được. Hồ dám sợ hãi qua đi, cũng không sợ. Hắn vừa chết, cái gì đều mang đi, Đỗ Quyên lại có thể đem Hồ ra làm sao bây giờ? Bởi vậy, hắn oán độc mà chú khởi nàng tới. Lâm Xuân nhìn Đỗ Quyên, phẫn nộ lại đau lòng. Vốn dĩ hắn biết nàng thoát hiểm tới kinh thành, trong lòng chỉ còn lại có cao hứng, nhiên thấy nàng mãn kinh thành giữa không trung chạy như bay, sau lại không muốn sống mà đuổi giết Hồ Giám, liền sợ hãi lên, không biết nàng thừa nhận rồi cái gì. Đỗ Quyên là cái dạng gì người, hắn quá hiểu biết. Không phải hận cực, nàng sẽ làm trò toàn kinh thành người mặt đuổi giết Hồ Giám. Phía dưới vạn người nhìn lên, hắn không hảo tinh tế hỏi nàng, lại không tiện che chở an ủi nàng, liền vì nàng ngăn trở Hồ Giám, không cho nàng thấy kia huyết nhục mơ hồ bộ dáng. Nghe thấy Hồ Giám chú nàng, hắn ánh mắt lạnh lùng, ta này hổ khẩu vị không tính điêu, súc sinh nó vẫn là ăn, chính là nó không ăn ngươi, có thể thấy được ngươi liền súc sinh đều không bằng. Nói xong thổi nhẹ một tiếng chạm canh gác, như gió lập tức nhìn phía hắn. Đỗ Quyên rất sợ hắn xúc động, giữ chặt hắn nói, đừng để ý đến hắn. Này Hồ Giám nàng tạm thời còn hữu dụng đâu. Lúc này Trương Khuê cùng Nhậm Tam Hòa thượng phòng tới. Hai người đi vào phụ cận, nhìn Đỗ Quyên dường như đã có mấy đời. Đỗ Quyên lại không có ôn chuyện hứng thú, chỉ vào Hồ Giám đối Trương Khuê nói, thế tử, hắn chính là kia phê người bịt mặt nội ứng, mang đồng mặt nạ cái kia. Hắn trên người bị con khỉ chảo thương quá, nghiệm chứng một chút sẽ biết. Trương Khuê nghe thấy quả nhiên như thế, nhớ tới lúc trước bị những cái đó người bịt mặt lăn lộn đến xoay quanh tình hình, nhìn Hồ Giám huyết nhục mơ hồ gương mặt cũng chỉ dư lại lanh khốc. Nhậm Tam Hòa càng là sát khí tận trời. Đỗ Quyên bị lột áo ngoài sự người khác không biết, hắn có biết. Là Phùng Minh Anh cùng Nhậm Viễn Minh nói cho hắn. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn cùng như gió mới bị dẫn dắt rời đi. Hai người đang muốn hành động, lại thấy Đỗ Quyên đi hướng Hồ Giám. Nàng nhìn hắn khẽ cười nói, ngươi tưởng ta không chết tử tế được. Đáng tiếc, ta chẳng những muốn sống được sống lâu trăm tuổi, còn sẽ sống thọ và chết tại nhà. Ngươi nếu không chịu phục, cũng đừng như vậy vội vã chết. Ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy 13 hoàng tử kết cục. Hồ Giám bỗng nhiên run rẩy một chút, ngất đi rồi. Nhậm Tam Hòa kinh dị mà nhìn Đỗ Quyên, 13 hoàng tử. Đỗ Quyên không đáp, đối Trương Khuê nói, giao cho ngươi. Nói xong tiếp đón như gió muốn đi. Lâm Xuân, Nhậm Tam Hòa, Trương Khuê đồng loạt ngăn lại nàng. Nhậm Tam Hòa hỏi, quận chúa đi đâu? Lâm Xuân nói, Dũng Thân Vương làm ta mang ngươi trở về. Trương Khuê nói, Hoàng thượng tuyên quận chúa tiến cung. Đỗ Quyên nhìn bọn họ, kiên định nói, ta muốn đi 13 hoàng tử phủ. Việc này các ngươi trước đừng động, thả rửa mắt mong chờ đi. Lâm Xuân, ngươi đi về trước chờ, lần này thủy ngươi trộn lẫn không dậy nổi. Tiểu Vương gia, Hồ Giám liền giao cho ngươi. Người bịt mặt bắt cước chuyện của ta muốn một công đạo. Trương Khuê nghiêm nét mặt nói, thỉnh quận chúa yên tâm. Đỗ Quyên liền không nói chuyện nữa, mà là ngửa mặt lên trời thanh khiếu, như gió lập tức đi theo trường giống, một người một hổ lại lần nữa chạy như bay mà đi, phảng phất chuyện vừa rồi bất quá là ảo ảnh. Phụ cận đường phố đám đông ồ lên, đồng loạt nước chảy bèo trôi, chảy về phía 13 hoàng tử phủ. Nhậm Tam Hòa thật mạnh thở hắt ra, đối Trương Khuê nói, trước phong hồ phủ. Trương Khuê gật gật đầu, đây là khẳng định. Ở điều tra rõ Hồ Giám vì cái gì bắt người phía trước, Hồ gia người khẳng định muốn xem trụ. Nhậm Tam Hòa liền tiếp đón Lâm Xuân, đi. Hai người liền đuổi sát Đỗ Quyên đi. Phía dưới Lưu Siêu thấy thế kêu khổ không ngừng. Nguyên tưởng rằng quận chúa ra khí, liền sẽ tùy hắn tiến cung, ai ngờ lại chạy. Vị này quận chúa rốt cuộc muốn làm gì? Mặc kệ quận chúa muốn làm gì, hắn đều cần thiết muốn đi theo, bảo đảm người hộ đều không có việc gì. Vì thế hắn lòng nóng như lửa đốt mà đối hộ cấm vệ đại tướng quân công đạo vài câu, cũng mang theo người đuổi đi. Nơi này,
Trương Khuê liền mang theo Hồ Giám hạ nóc nhà. Đi xuống sau, Hồ gia người tự nhiên là khóc kêu mấy ngày liền, ầm ĩ không thôi. Trương Khuê không thèm để ý, chỉ nói cho Hồ Cấm Vệ đại tướng quân coi chừng Hồ phủ. Tạm thời ném xuống bên này không nói, lại nói vừa rồi có người đang âm thầm bắn chết Tĩnh An quận chúa, tin tức thực mau truyền tới khắp nơi, người trong tai đều khiếp sợ không thôi. Dũng Thân Vương phẫn nộ tự không cần phải nói, việc này cũng ở hắn dự kiến bên trong, nếu không hắn cũng sẽ không phái như vậy nhiều người đi ra ngoài. Chính Nguyên Đế là nhất khiếp sợ, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, quân vương quyền uy đã chịu xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Truyền chỉ Huyền Vũ Vương, chấm ban hổ phù, mệnh hắn tiếp quản Hổ Cấm Vệ, lập tức quan cửa thành cấm đi lại ban đêm. Có dám can đảm đi lại đục nước béo cò giả, giống nhau bắn chết. Khống chế cục diện sau, mang Tĩnh An quận chúa tới gặp chấm. Vâng mệnh, Long Cấm Vệ tiếp thánh chỉ cùng hổ phù vừa muốn rời khỏi ngự thư phòng, liền có người tới báo Huyền Vũ Vương cùng Triệu ngự sử cầu kiến. Chính Nguyên Đế đại hỉ, vội vàng nói, tuyên phái người đi Huyền Vũ Vương phủ truyền chỉ là sợ đến chê thời cơ, nhưỡng ra trọng đại sự cố. Kỳ thật tốt nhất tuyên hắn tiến cung, giáp mặt công đạo hắn mới yên tâm. Ai ngờ hắn thế nhưng tới. Huyền Vũ Vương cùng Triệu ngự sử tiến cung, còn mang đến Bắt Đỗ Quyên thanh niên. Nguyên lai Triệu ngự sử nghe Triệu Tình hồi báo sau, lập tức từ Chu Tước Vương phủ triệu tập nhân thủ, đi cùng Triệu Tình đi kia ra sản sướng trong nhà bắt người. Một mặt lại tu thư một phong, giao cho đuổi đi Triệu Tình tới Trương Đều Nghi, làm nàng tức khắc đưa trở về cho nàng phụ thân Huyền Vũ Vương. Chờ lấy tơi cái kia người bịt mặt, hắn liền sẽ cùng Huyền Vũ Vương cùng nhau tiến cung. Hắn hướng Chính Nguyên Đế trình lên tấu chương, buộc tội 13 hoàng tử cấu kết ngoại thích, tổn hại nhân luân, phái người bắt cướp thân chất nữ, này ý hiểm ác, ý đồ đáng chết. Chính Nguyên Đế nhìn cục đa giống nhau ngạnh bang bang Triệu ngự sử, trầm khuôn mặt hỏi, nói như vậy, Tĩnh An quận chúa mấy ngày nay đều ở Triệu phủ, ái khanh vì sao không tới hướng chấm bẩm báo? Triệu ngự sử sụ mặt trả lời, là quận chúa không cho vi thần nói. Đêm đó quận chúa thê thê thảm thảm, tây hoảng sợ bất lực mà tới tìm vi thần. Vi thần lúc ấy liền phải đưa nàng đi Dũng Thân Vương phủ, muốn cho Dũng Thân Vương đưa nàng tiến cung. Chính là quận chúa khóc lóc nói, nàng ở sơn giã dài quá mười mấy năm đều bình an không có việc gì. Từ nhận tổ quy tông sau, liền liên tiếp xảy ra chuyện, còn nói bên người nàng bảo hộ người càng nhiều, nàng liền càng dễ dàng xảy ra chuyện. Nàng khẩn cầu vi thần không cần bại lộ nàng hành tung. Vi thần tưởng kia âm thầm xuống tay không biết là người phương nào, sao biết hắn không ở khắp nơi tìm quận chúa. Cho nên vi thần tưởng quận chúa ẩn ở nơi tối tăm cũng hảo. Chính Nguyên Đế nghe xong, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong ngự thư phòng không khí trầm ngưng, áp lực không thôi. Đúng lúc này, lại có thái giám dẫn một người Long Cấm Vệ vội vàng qua lại bẩm, Tĩnh An quận chúa đuổi thần hổ cắn chết Hồ Giám, hiện tại lại đi 13 hoàng tử phủ. Hắn thấy như gió cắn rớt Hồ Giám nửa bên đầu, nghĩ khẳng định không thể sống, cho nên nói như vậy. Quân thần ba người nghe xong đều chấn động. Chính Nguyên Đế bỗng nhiên đứng dậy, quận chúa đi 13 hoàng tử phủ. Kia Long Cấm Vệ trả lời là mang theo thần hổ một đường thét dài đi. Chính Nguyên Đế cấp đối Huyền Vũ Vương đạo, ái khanh cấp tốc tiến đến. Một mặt đem phía trước ý chỉ nhắc lại một lần, một mặt lại hơn nữa hai điều, mệnh hổ cấm vệ coi chừng hồ phủ, tuyên 13 hoàng tử cùng Tĩnh An quận chúa tiến cung. Huyền Vũ Vương lánh chỉ sau vội vàng đi. Chính Nguyên Đế chính mình cũng ngồi không yên, trước mệnh Long Ảnh Vệ cấp tốc thẩm vấn kia bị Đỗ Quyên đả thương thanh niên, sau đó mang theo Triệu ngự sử vội vàng hướng hoàng thành cửa Nam Thành lâu chạy đến. Mới ra tới, liền gặp phải Khôn Ninh cung đại thái giám, nói hoàng hậu muốn gặp Tĩnh An quận chúa. Chính Nguyên Đế tâm phiền ý loạn, thầm nghĩ chấm cũng muốn gặp nàng. Nhưng này cháu gái vài đạo thánh chỉ đều tuyên không tới đâu. Nói mấy câu đem thái giám đuổi rồi, vội vàng lại đi. Lại nói Đỗ Quyên, giải quyết Hồ Giám sau, một đường thét dài chạy vội tới 13 hoàng tử phủ. 13 hoàng tử sớm nghe thấy được. Nhào lớn tiếng như vậy thế, nghe không thấy không phải kẻ điếc.
bởi vậy, hắn ở chính phòng chính đường trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhiên Đỗ Quyên không phải tới bái phỏng hắn, sẽ không từ mặt đất cửa chính tiến vào. Nàng trực tiếp tho án thượng vị này 13 thúc ra chính phòng, đứng ở nóc nhà chính giữa, chuyển thân mình mặt hướng kinh thành tứ phương, lại lần nữa lên tiếng thét dài, như gió cũng lại lần nữa đi theo trợ uy. Vì thế, chính cái kinh thành đều biết Tĩnh An quận chúa đối thượng 13 hoàng tử. 13 hoàng tử chạy ra nhà ở, nhìn cái này càn rỡ chất nữ, sắc mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng, đỏ đỏ trắng trắng vài chuyển, cuối cùng thay gương mặt tươi cười. Không cười còn có thể khóc, cũng không thể động thủ. Nhậm Tam Hòa cùng Lâm Xuân theo sau chạy đến, một tả một hữu, đứng ở Đỗ Quyên bên người. Còn có nghe tin mà đến những người đó, đều là hắn hảo các ca ca phái tới đi. Trước mắt, Tĩnh An quận chúa nếu là ở hắn này ra một chút việc, hắn đều mơ tưởng đứng ngoài cuộc. Khó khăn chờ Đỗ Quyên một hơi dùng hết, hắn mới dương giọng hỏi, Tĩnh An chất nữ đây là ý gì? Nếu là 13 thúc có đắc tội địa phương, còn thỉnh đi trước mặt hoàng thượng phân trần. Nếu kiểm chứng là thật, 13 thúc cam nguyện lĩnh tội. Chất nữ nháo ra như vậy thanh thế, lại đứng ở 13 thúc trên nóc nhà, sẽ không sợ người chỉ trích chất nữ vô lễ bất hiếu. Đỗ Quyên lẳng lặng mà nhìn xuống cái này 13 thúc. Tuổi trẻ thực, ước chừng 20 xuất đầu. Tướng mạo tuấn giật, thần thái nhanh nhẹn. Nghĩ đến hoàng gia đệ tử, cha mẹ gen hảo, tưởng trưởng thành dưa vèo táo nứt cũng khó. Nàng thật sâu mà xem tiến hắn con ngươi, một câu cũng không trở về. 13 hoàng tử đón kia ánh mắt đen láy, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Thực ánh mặt trời, thực chính khí thanh niên. Liền ở hắn cho rằng Đỗ Quyên muốn đại náo một hồi thời điểm, nàng lại ở nóc nhà ngồi xuống dưới, sau đó từ bên hông cởi xuống ống tiêu, phóng tới bên miệng. 13 hoàng tử hơi hơi biến sắc. Liền tính hắn ước gì nàng đại náo, làm cho hắn có lý khiếu nại, nhưng cũng không muốn thấy nàng ngồi ở hắn trên nóc nhà. Lấy nữ tử chi thân ngồi ở hắn chính phòng nóc nhà giữa, giống như với đạp lên đỉnh đầu hắn thượng. Hắn trong lòng nghi hoặc không thôi, cái này chất nữ rốt cuộc muốn làm gì? Là chân trần không sợ xuyên giày. Bất chấp tất cả, dũng thân vương như thế nào tùy ý nàng nháo. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi đột ngột, liền nghe một tiếng thê lương tiêu âm đột nhiên phát ra, xông thẳng hướng đã trầm ám màn trời, mang theo chấn động truyền khắp kinh thành tứ phương. Kia không phải tiếng tiêu, đó là tiếng khóc. Là khắp huyết khóc thét. Khóc phụ. Khóc mẫu. Khóc thê thảm thân thế. Khóc gian khổ thơ ấu sinh hoạt. Khóc tình cảm mất mát. Khóc thúc bá khinh nhục. Khóc có oan không chỗ tố, khóc có thân không chỗ đầu, khóc bị người lợi dụng, bị người vũ nhục, bị người dẫm đạp, bị người cười nhạo. Nàng ngửa mặt lên trời khóc ròng. Khóc động thiên địa. Khóc tang cũng không có như vậy chấn động nhân tâm. Phàm nghe thấy người đều không thể ngăn cản, bị kích đến cánh mũi toan trướng, nước mắt như suối phun, tiếng lòng chấn động, tai mắt thất thông. Chỉ một thoáng, kinh thành tiện nội dòng người nước mắt, mỗi người thương tâm. Trường trên đường càng là tiếng khóc một mảnh. Đứng ở Đỗ Quyên bên người Nhậm Tam Hòa cùng Lâm Xuân nước mắt rơi như mưa. Lấy Lâm Xuân đối Đỗ Quyên cảm tình, yêu quý nàng trình độ, thấy nàng như vậy như thế nào có thể thừa nhận. Hắn ngồi xổm xuống thân, nhìn kia trương không rảnh vô cấu, vô dục vô cầu, vô bi vô hỉ khuôn mặt. Run rẩy suy nghĩ muốn nói cho nàng, hắn này liền mang nàng đi, đi đến ai cũng không biết địa phương, chỉ có hai người bọn họ. Nhậm Tam Hòa tuy rằng thương tâm, lại còn sót lại một tia lý trí, vội một phen kéo hắn, đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn không cần quấy rầy Đỗ Quyên. Đây là nàng một lần cơ hội, dọn đảo 13 hoàng tử cơ hội. Lâm Xuân tuy rằng không muốn, cũng không nói chuyện nữa. Rốt cuộc đây là Đỗ Quyên quyết định của chính mình. 13 hoàng tử hoảng sợ vạn phần, liền kêu Tĩnh An chất nữ, cũng không thể ngăn trở Đỗ Quyên. Thanh âm kia ở yên tĩnh đau thương bầu không khí hạ có vẻ thập phần đột ngột, chẳng những không có khuyên can hiệu quả, ngược lại nhắc nhở mọi người, hắn chính là làm hại chất nữ tuyệt vọng khóc giống đầu sỏ.
hoảng loạn khi, 13 hoàng tử phi Lưu thị ra tới. Nàng đối 13 hoàng tử thấp giọng nói vài câu, 13 hoàng tử gật đầu. Hắn sai người chuyển đến trường thang, cùng thê tử tự mình thượng nóc nhà. Nhậm Tam Hòa lập tức tiến lên một bước, ngăn trở bọn họ, gặp qua 13 hoàng tử. 13 hoàng tử ánh mắt một ngưng, tránh ra, bổn hoàng tử muốn cùng chất nữ nói chuyện. Nhậm Tam Hòa không lùi không cho, liền như vậy nhìn hắn. Ngươi thật to gan. 13 hoàng tử thấy hắn căn bản không đem chính mình để vào mắt, ánh mắt sắc bén lên, đang muốn uống sai người bắt lấy hắn, Lưu thị vội vàng lôi kéo hắn, nhẹ giọng nói, chúng ta là tới khuyên chất nữ. 13 hoàng tử lúc này mới không ra tiếng, hít mắt nhìn Nhậm Tam Hòa. Lưu thị thanh thanh giọng nói, đang muốn tiến lên đối Đỗ Quyên nói chuyện, bỗng nhiên Đỗ Quyên bên người như gió đứng lên, mở ra miệng rộng, giống, chiều nàng kêu một tiếng, cả kinh nàng sau này ngã ngửa. 13 hoàng tử tay mắt lanh lẹ, một phen ôm lấy nàng, lúc này mới không xảy ra việc gì. Hắn nghiêm khắc mà nhìn Đỗ Quyên nói, chất nữ đây là muốn làm gì? Lâm Xuân lặng lẽ dùng mũi chân đá đá như gió mông. Như gió liền lại lần nữa tức giận, điên cuồng hét lên, hơi thở đều phun đến trên mặt hắn. 13 hoàng tử uy nghiêm ở như gió trước mặt vô pháp chống đỡ, lại muốn cố kỵ thê tử, thầm nghĩ đãi đi xuống cũng vô dụng, chính mình chịu nhục không nói, trong mắt mọi người xung quanh, chỉ đương hắn bức bách chất nữ. Đang muốn đi xuống, Đỗ Quyên tiếng tiêu chợt chuyển trầm thấp, ô ô nuốt nuốt, như bé gái mồ côi che mặt, thanh nuốt khí trở, phảng phất khóc lớn qua đi vô pháp chống đỡ, không tiếng động rơi lệ. Lưu thị chịu không nổi, đi theo rơi lệ nói, quận chúa, có chuyện gì đi thím kia nói tốt sao? Ngươi 13 thúc tuy là trưởng bối, cũng đoạn không dám coi rẻ quận chúa, này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thiên chập, ngồi ở này mặt trên hàn khí trọng, lại nói quận chúa vừa rồi mệt mỏi nửa ngày, lại vẫn luôn thổi, nếu mệt ra cái tốt xấu tới, hoàng hậu nương nương nên đau lòng. Nhậm nàng như thế nào nói, Đỗ Quyên phảng phất nghe không thấy, chỉ lo thổi. Lưu thị nóng lòng không thôi, đang muốn lại chuẩn bị một thiên lời nói ra tới, chợt nghe phía dưới có người báo, Huyền Vũ Vương đến. 13 hoàng tử vội vàng cùng Lưu thị đi xuống trường thang, nghênh đón Huyền Vũ Vương. Huyền Vũ Vương long tương bước đi mạnh mẽ uy vũ, ở thân vệ vây quanh hà đi vào chính viện, trước đối 13 hoàng tử chào hỏi, sau đó ngẩng đầu, yên lặng mà nhìn về phía ngồi ở nóc nhà thượng thổi tiêu thiếu nữ. Lúc này trăng tròn đã dâng lên, ở trên người nàng một tầng thanh huy, phảng phất cháo một tầng áo lụa, mông lung uyển chuyển. Nhìn một hồi, hắn mới cao giọng nói, hoàng thượng có chỉ, tuyên 13 hoàng tử cùng Tinh An quận chúa tiến cung kiến giá. 13 hoàng tử vội vàng nói, nhi thần tuân chỉ. Đỗ Quyên nơi đó lại vẫn như cũ ở thổi tiêu, liền đốn một chút đều không có. Trong viện một đám người đều hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc vạn phần. Huyền Vũ Vương ôn thanh nói, quận chúa ủy khuất hoàng thượng đã hết biết, chờ điều tra rõ duyên cớ. Tự sẽ không bạch bạch làm quận chúa bị này ủy khuất, hiện tại còn thỉnh quận chúa tiến cung gặp mặt hoàng thượng. Lần này, Đỗ Quyên ngừng lại, bất quá, vẫn là không có xuống đất. Nàng há mồm phun ra một câu, ta ở chỗ này chờ. Sau đó, nàng liền lại đem ống tiêu đặt ở bên miệng, tiếp theo thổi. Huyền Vũ Vương kinh ngạc cực kỳ. Ở chỗ này chờ. Đây là có ý tứ gì? 13 hoàng tử ước gì Đỗ Quyên cãi lời thánh chỉ, nhiên thấy nàng bày ra này phó không chết không ngừng tư thế, lại cách ứng vạn phần. Hôm nay bị này chất nữ dâm đến tàn nhẫn. Mặt trên, Nhậm Tam Hòa cũng do dự, thấp giọng kêu, quận chúa. Đỗ Quyên không hé răng. Đều không phải là nàng làm ra vẻ, muốn nói nàng này một đời thân thể tư chất đỉnh ưu tú. Chỉ số thông minh đó là nhất lưu, chính là, linh hồn của nàng vẫn là kiếp trước, nàng người trong nhà biết nhà mình sự, lấy nàng tâm tính, tưởng cùng người so tâm cơ thủ đoạn, đó là tìm chết. Hoàng thượng tuyên nàng tiến cung, sau đó liền việc này thảo luận nghiên cứu, ai biết xả tới thoát đi, kéo dài tới sau lại là cái gì kết quả.
còn không phải không giải quyết được gì. 13 hoàng tử là hoàng thượng nhi tử, còn có những cái đó thúc bá nhóm đều các có một mâm tâm tư, nàng như thế nào đi đối mặt, như thế nào đi chuẩn bị. Nàng không bản lĩnh chu toàn thỏa đáng, liền đi trực tiếp nhất lối tắt. Trước ồn ào đến toàn kinh thành người đều đã biết, sau đó ngồi chờ hoàng gia ra xử trí. Hoàng thượng nếu là bao che 13 hoàng tử, kia nàng liền vẫn luôn ngồi xuống đi. Ngồi thành, vọng phụ thạch, vọng mẫu thạch. Nàng sẽ vẫn luôn thổi tiêu ai khóc, giống mạnh khương nữ khóc đảo trường thành giống nhau, đem kinh thành thiên khóc lậu, đem kinh thành mà ngồi xuyên, đem kinh thành nhân tâm khóc mềm, đem kinh thành thân thích tâm khóc phiền. 13 hoàng tử tưởng không sai, nàng chính là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Nàng một người ăn no cả nhà không đói bụng, nàng cũng không cha muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, nàng sợ ai. Nàng đảo muốn nhìn cái kia hoàng gia ra như thế nào mặt rồng giận dữ, làm trò toàn kinh thành người mặt trừng phạt nàng cái này bị thúc bá hãm hại cháu gái. Muốn nói Lâm Xuân là nhất hiểu Đỗ Quyên, nàng lời nói vừa ra, hắn liền minh bạch. Vì thế, hắn tới gần Nhậm Tam Hòa lặng lẽ nói thầm vài câu. Nhậm Tam Hòa nghe xong cũng không vui vẻ, nhíu mày nhìn Đỗ Quyên. Quân vương tâm sâu không lường được, hắn sợ Đỗ Quyên này cử làm tức giận chính nguyên đế. Nhưng Đỗ Quyên còn có cái gì sợ quá? Nàng không phải dư lại một cái mệnh sao? Này mệnh, phía trước kính hoàng thượng không phải cũng là giống nhau thiếu chút nữa ném sao? Nếu vô luận thế nào đều sẽ bỏ mệnh, không bằng buông tay đại náo một hồi, làm sở hữu thúc bá nhóm nhắc tới cái này chất nữ liền thổn thức khó chịu. Nói nữa, nàng này cũng không tính nháo. Mắt thấy liền đến trung thu, mỗi phùng ngày hội lần tư thân. Nàng bị người khi dễ gấp bội thương tâm không được sao? Nàng tưởng niệm cha mẹ, khóc cha mẹ không được sao? Nàng là thật thương tâm. Nàng thương tâm bọn họ ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Cách ứng bất tử bọn họ. Nhậm Tam Hòa thấy Đỗ Quyên không chút sức mẻ, vô pháp, thấp giọng dặn dò Lâm Xuân một phen. Sau đó thả người nhảy xuống sân, quỳ một gối ở Huyền Vũ Vương trước mặt, đem Đỗ Quyên ý tứ nói. Huyền Vũ Vương đau đầu. Hắn nhớ tới Tư Bôn Viêm Uy Thái Tử cùng Diễn Khánh quận chúa, cũng là giống nhau quật cường. Trước mắt vị này thật không hổ là bọn họ nữ nhi. Hắn không dám cưỡng bức, một mặt phái người tùy 13 hoàng tử tiến cung hồi bẩm hoàng thượng, một mặt mệnh hổ cấm vệ bao quanh đem 13 hoàng tử phủ vây quanh, chẳng những ngầm vây quanh, bốn phía nóc nhà thượng cũng đứng 3 vòng cấm quân, phòng ngừa có người ám hạ độc thủ, đối Tĩnh An quận chúa phóng lưu mũi tên. Nhậm Tam Hòa cũng đi rồi, hồi Dũng Thân Vương phủ bẩm báo nơi này tình hình. Lại nói kinh thành các nơi, Dũng Thân Vương sớm đến người bẩm báo, nói Đỗ Quyên bên đường đuổi giết Hồ Giám, như gió đem Hồ Giám cắn thành sau khi trọng thương. Một người một hổ lại đi 13 hoàng tử phủ. Hắn một mặt kinh hãi, một mặt thay quần áo, muốn lập tức tiến cung. Còn chưa nhích người, liền nghe thấy kia đau triệt thiên địa tiếng tiêu, tức khắc trong lòng đại chấn. Hắn lao ra đại điện, đứng ở cẩm thạch trắng xây thành thềm son thượng, nhìn vừa mới ở đông chắc điện mái cong thò đầu ra ánh trăng, rơi lệ đầy mặt. Không biết đứng bao lâu, không người dám tiến lên quấy rầy. Thẳng đến Nhậm Tam Hòa trở về, hướng hắn hồi bẩm Đỗ Quyên muốn ngồi chờ hoàng thượng xử trí 13 hoàng tử cùng Hồ gia, hắn mới hoàn hồn. Tùy nàng đi, người tới, bị kiệu, bổn vương muốn vào cung. Nhậm Tam Hòa đi cùng Dũng Thân Vương một đạo tiến cung đi. Thuận quận vương phủ, Thuận quận vương nghe nói việc này sau, biết được thế nhưng là thập tam đệ cùng Hồ gia làm chuyện tốt, giận không thể át, đi theo lại ha hả cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui. Cười xong cảm thấy trên người thoải mái nhiều, hết bệnh rồi một nửa. Hắn đối bên người phụ ta nói, không nghĩ tới bổn vương này chất nữ như vậy bản lĩnh, không hổ là cô thái tử chi nữ, có khí phách. Hảo hoa, đem Hồ gia nhãi danh kia cắn chết, lại đi tìm lão 13, hảo hoa. Người tới, bổn vương muốn vào cung, vì chất nữ chống lưng. Hắn trong lòng chưa nói ra tới chính là, hắn phải vì lần trước hàng tước báo thù. Mọi người vội hầu hạ một hồi,
lại lấy tới thượng đẳng nhân sâm phiến làm hắn hàm chứa. Còn không có xuất phát đâu, liền nghe thấy kia tiếng tiêu, hắn liền ngẩn ngơ, đứng lại chân. Bất chi bất giác, hắn cũng rơi lệ đầy mặt. Hắn nhớ tới thiếu niên thời gian, cùng ca ca bọn đệ đệ ở ngự hoa viên chơi đùa, cửu đệ khi đó mới vừa lập vì thái tử, đối các ca ca đều thực tôn kính, cũng không kệ sủng mà kiêu, hắn cũng không có tranh chữ tâm tư, khi đó hắn tưởng, ai nói thiên gia không có thân tình. Chính là hiện tại, cửu đệ không còn nữa, hắn nữ nhi duy nhất liên tiếp bị bọn họ huynh đệ lợi dụng, thiên gia thân tình, là từ khi nào trôi đi. Thống khoái mà rơi xuống một hồi nước mắt, vẫn như cũ tiến cung đi. Chỉ là ở trong lòng, vì chất nữ chống lưng tâm tư chân thành vài phần. Đồng dạng, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử chờ đều tiến cung đi. Trong hoàng cung, 13 hoàng tử đối mặt chính nguyên đế, kiên không thừa nhận phái người bắt cướp Tĩnh An quận chúa tội danh, mà hơi thở thoi thóp hồ dám cùng cái kia bị Đô Quyên đả thương người bịt mặt Lăng Yến ở thẩm vấn hạ công đạo lệnh người ngoài ý muốn nội tình.